phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm bốn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi trong trong ngày vị lai. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con đã đọc xong lễ bái tam bảo và xin thọ quy giới. Con kính tri ân ngài đã từ bi hoan hỷ truyền tâm quy ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Và chúng con rất đề đầu đảnh lễ và tri ân ngài. Con xin nhường mic lại cho chị Nhật Huỳnh để chị Nhật Huỳnh điều khiển chương trình hôm nay. Dạ, sa thú kính cảm ơn Tam Phương. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn chị Bách Ta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Tri Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đầu tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh mến chào Kim Nhung, mến chào Thiền Vũ, kính chào Giang Nhất Hà, mến chào Trang Thư, kính chào chị Mách Ta, kính chào, mến chào Xích Nhiệm Từ, mến chào Tâm Hạnh, mến chào Tâm Pháp, mến chào Thi Lâm, kính chào Hiển Mộng, mến chào Như Quang, mến chào Xích Tâm Hương. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tri Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Xích Tâm Hương đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ bây giờ con thấy cũng vừa đúng giờ rồi. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tri Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để điều hợp chương trình học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được ăn vui tiếng giá quá và con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên kính lễ cho con thành đức tăng trong những Việt Nam mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chị Thiện Nam tín nữ, thiền hữu tri thức. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhasa, cuối đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh kiến tri đang cúng dường, có nguyện thân tâm thường thịnh làm lành lĩnh giữ là quần sinh. Cuối đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh kiến tri đang cúng dường, có nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành lĩnh giữ là quần sinh. Cuối đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh kiến tri đang cúng dường, có nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành đánh giữ lợi quần sinh. Ê tê lãnh sát cho quá chê nát số tử vố vô tụ sốc bản đà. Do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt, mong nhờ oai lực của tam bảo giao hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, thời gian chỉ có nửa tiếng chúng ta sinh hoạt. Với thời gian ngắn ngủi này và theo sự yêu cầu thì hôm nay chúng ta sẽ cố gắng ngắn gọn trong cái bài thỉnh pháp sư quý vị đã yêu cầu. Thì hôm nay có một cái một cách mà chúng ta thấy thỉnh pháp sư rất là ngắn gọn, chỉ có 4 câu à. Đây là một cái cách thỉnh pháp sư mà chúng ta thấy nó đem lại một cái sự coi như tóm tắt, không có dài dòng, không có rườm rà,
mà chính bốn câu này nói lên cái ý nghĩa. À, đây là cái cách thỉnh pháp sư thứ nhất ở ở chính chùa Pháp Vân của ngài Liễu Tông, rồi chùa Đậu Quang của ngài Tịnh Đức. Thì chúng ta thấy cái phương pháp này là một cách thỉnh pháp sư thứ nhất ngắn gọn. Rồi có một cách thỉnh pháp sư coi như rõ ràng, chậm rãi và nhiều hơn, đó là cách thứ hai. Thì bây giờ cách thứ nhất, quý vị thấy trong cái bài thỉnh pháp sư này chỉ có bốn câu. Trong bốn câu này ngắn gọn thì chúng ta phải tụng đọc như thế nào mới có sự chú tâm. Trong phần tiếng Việt thì quý vị thấy thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Quý vị chỉ có bốn câu này thôi, như vậy thì nó ngắn gọn. Còn cái cách thứ hai dài dòng hơn ha, hết luôn cả bài, đó là cách thứ hai. Bây giờ quý vị thấy cái bài thỉnh pháp sư này, quý vị có thể đọc theo dòng kinh, cũng có thể đọc theo dòng kệ. Nhưng mà đã là một cái bài ngắn gọn thì chúng ta cũng phải thể hiện một cách nó nghiêm túc, trang nghiêm và cố gắng đọc sao cho nó đúng chữ, đọc sao cho nó có một cái lực. Bởi vì cái bài thỉnh pháp sư này, quý vị biết rằng chính Đức Đại Phạm Thiên Sa Hầm Bát Tí là người mà đại diện cho tam giới, một cái cõi cao nhất trên cõi phần thiền, đại diện cho tam giới, thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân, thuyết pháp để độ đời. Thì chính như vậy cho nên chúng ta khi mà đọc cái bài này phải đọc cho rõ, chỉ cần bốn câu này chứ không cần phải đọc phần giới thiệu thông mới đề sana và cho nát gà thà, khỏi cần đọc cái phần đó. Tamadesana và Chanagatha, mà chỉ gia tha ở đây có nghĩa là kệ nha, không phải là sutta. Khi nào mà sutta đó là dòng kinh. Thì bây giờ chỉ có bốn câu mà chúng ta đọc theo dòng kinh thì nó không có thích hợp với chữ gia tha. Vậy thì chúng ta cố gắng đọc dòng kệ. Bởi vì kinh sách này một phần Pali, một phần Việt, và cũng chính cái sự xuất phát là từ chùa Đạo Quang và chùa Pháp Vân, ngài Tịnh Đức và ngài Chân Trí đã chủ trương để có một cái sự thống nhất về kinh kệ. Và một cái điều tuyệt vời là một bên là Pali, một bên tiếng Việt. Thì ở đây cái chữ Dhammadesana và Chanagatha, cái phần tựa đề chúng ta bỏ qua, chúng ta chỉ chú trọng về nội dung Thì bây giờ cái cách mà thỉnh pháp sư ngắn gọn, bởi vì nhiều khi thời gian của chúng ta không có, thì mong quý vị thông cảm ha. Bây giờ chúng ta cái gì ra cái đó nghe, kinh là kinh chứ, và kệ là kệ ha, chứ không phải như Thích Tâm Phương hồi đầu đọc Akasatha, nghe cái dụng kinh hay như vậy, đoạn đầu cái chạy qua đoạn sau, đoạn cuối cái là chạy qua dụng kệ luôn Thôi thì bây giờ chúng ta dứt khoát bởi vì đã là Gatha thì chúng ta phải đọc theo dụng kệ. Quý vị quan nghĩ ha. Bây giờ chúng ta đọc trước, chậm rãi, tôn nghiêm, chứ không một cái bài mà chúng ta đại diện cho vị Đại Phạm Thiên mà đọc và không có trúng giọng thì nghe kỳ quá ha. Bây giờ chú ý, quý vị chú ý ha. Brahmacaloka thipati saham pati katam chali an thivarang ayya cha tham
Santi tha san tam parachak kachati kaha De se tu tham mang anukam pi mang ba chang. À, quý vị cố gắng đọc chậm, rõ ràng, tôn nghiêm. Bây giờ chúng ta xin đọc lại ha. Brahma chaluka tibati sambati katan chaliyan tiwarang ayan chata santi tasantam parajak khachatika Đề xế tu thầm mặn anu cầm bi mặn ba chân. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tiến thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Quý vị thấy ngắn gọn ha. Quý vị thấy ngắn gọn ha. Như vậy, trong cái sự ngắn gọn này, chúng ta hãy có sự ghi nhận để chúng ta đọc sao cho nó đúng chữ và có lực. Đó là điều quan trọng. Còn nếu mà chúng ta đọc nhiều quá, nhưng mà đọc cứ lướt qua không rõ ràng, thì đó là một cái điều mà không tốt. Ở đây cái phương pháp thứ nhất, thỉnh Pháp Sư một cách ngắn gọn nhưng mà cũng thể hiện sự tôn kính. Quỳ nơi đây tâm đạo tiến thành, ngưỡng cầu dương phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Quý vị thấy ngắn gọn như vậy thì quý vị sẽ chú ý ha. Sẽ chú ý và đọc sao mà quý vị cảm thấy rằng với tất cả tâm lòng, với tất cả tâm lòng. Quý vị đọc nhiều quá bị tản lực. Xin đọc lại ha. Brahma chaluka thipati sambhati katan chaliyan thiwarang aya chatha santi ca san tam parajak khachati ka de se tu tham mang anukam bi mang ba chang. Kinh lễ thượng tọa thanh tâm vừa đến với pháp hội rất là hoan hỷ. Rồi bây giờ xin đọc lại ha, rồi xin mời quý vị nha. Brahma chaloka thipati sambhati katan chaliyan thiwarang ayacchatha santi tasantam parajak khachatika Đề xế tu thầm mặn anu cầm bi mặn ba chân. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tiến thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Ở đây bốn câu thì chúng ta có thể đọc chậm từng câu một. Quý vị quan nghĩa không phải như các bài kệ khác chúng ta đọc một lần hai câu, nhưng mà đây thì cái bài này chúng ta đọc từng câu một, nhưng mà chúng ta phải chú ý vào trọng đó để cái lực của chúng ta đừng có đứt đoạn. Câu nào ra câu đó không có đứt đoạn, đọc tới nửa câu mệt nghỉ không có nha, cái này không được nghỉ. Bởi vì chúng ta
đã đại diện cho Đức Đại Phạm Thiên Sa Hầm Bát Tý. Quý vị hoan hỷ ha. Bây giờ chúng tôi đọc thêm hai lần đó, rồi xin mời bàn tay quý vị nha. Bởi vì thời gian chúng ta rất là ít, càng ngắn gọn bao nhiêu thì nó sẽ xúc tích, chứ còn nếu mà chúng ta dài dòng thì nó bị loãng. Quý vị hoan hỷ, đây là một cái phương pháp, đây là một cách thức mà học ở tại Mỹ, trong là ở Việt Nam, một bên Bali, một bên tiếng Việt, ngắn gọn. Chúng tôi xin đọc lại hai lần ha. Brahmacaloka thibati saham bati tatan chaliyan thiwaran ayan chatham Dante tha san tam barachak khacham tika de se tu tham mang anukam vi mang ba chang. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quyền ở đây tâm đạo tiến thành, ngưỡng cầu chọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh vô đề. Rồi thời gian còn bao nhiêu? Trước tiên xin mời sĩ tâm pháp. Alo, bên sĩ tâm pháp cũng khuya lắm rồi nghe. Sĩ tâm pháp tranh thủ. Nói như vậy sĩ tâm pháp cũng tranh thủ đi ngủ rồi hả? Còn mà. Alo, sĩ tâm pháp về tới nhà chưa? Quá xa thủ, để sĩ tâm pháp đọc trước rồi khi đó tới sĩ tâm phương nha. Hai bên cũng tâm hết mà, dành nhau làm chi vậy? Nam mô Bụt Tha Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Kha Giả. Con thành kính đảnh lễ chư Thượng Đức Thằng, con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Dạ con kính tri ân Ngài, dạ con thành kính đảnh lễ sư Thành Tâm. Dạ bài này bạch Ngài lâu quá con à. Lâu quá rồi con không có tụng, bây giờ con tụng không biết sao nữa. Dạ con xin phép đọc, con nếu sai con kính thỉnh Ngài chỉnh sửa con. Brahmacaloka thibati sahambati katan chali an thi warang aya chata santi sasat sap barachak kaca tika dese tu thamang anukam bimang bacang. Con xin lần nữa này, bên con giờ này tối quá còn nhắm lớn. Brahmacaloka thibati sahambati katan chaliyan thiwaran ajacata santi tasatap barajak kajatika dese tu thamang anukam bimang bacang. Dạ con xin sám hối Ngài, con bỏ bài này cũng một năm con không có tụng á bạch Ngài. Dạ con à, con chỗ nào sai con kính thỉnh Ngài chỉnh sửa cho con. Dạ con kính dâng mắt đến đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giả.
Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ Nam Mô Thái Nam Sân Khai, dạ con kính định lễ Ngài Chí Đức, con kính định lễ Thành Tâm, con xin tranh thủ vậy. Brahman cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tấn cha li ân thi hóa răng a ya cha thang sang ti tha san ta pa ra chang ca cha ti ca đề xế tu thâm măng a đủ khâm bi măng ba trăm thần pháp sư đăng đàn thuyết giáo quỳ nơi đây tâm đạo tin thành ngưỡng cầu duyên phúc trôn lành ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề Brahma cha lô ca thi ba ti sa ham ba ti ca tấn cha li ân thi hóa răng a ya cha thang sang ti tha sát ta ba ra cha ca cha ti ca đề xế tu thâm măng a nu khâm bi măng ba trăm pháp sư đăng đàn thuyết giáo quỳ nơi đây tâm đạo tin thành ngưỡng cầu duyên phúc trôn lành ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ con đã đọc hai lần, con kính nhường biết lại và cho bà sư, con có chỗ nào xin cho con chữ lại. Ok, dạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Sang Tham Ma Kha Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, còn kính đảnh lễ sư Trí Đức, còn kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, còn kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, còn kính lễ quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Sít Nhật Quỳnh, cảm ơn Thiền Vũ cho biết âm thanh rõ, và con cũng cài thử, con có sai xin Ngài sửa lại giùm con ạ. Brahma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tăng cha li ang thi hóa răng a ya cha tha sang ti tha sát tham ba ra chăng kha cha ti ca đề xê tu thâm măng a nu căm bi măng ba chăng. Ok, thêm lần nữa. Brahm măng cha lô ca thi ba ti sa ham ba ti ca ta ca tăng cha li ăn thi hóa răng ya cha tha sang ti cha sát tham ba ra chăng kha cha ti ca đề xê tu tham măng a nu căm bi măng ba chăng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo quỳ nơi đây tâm đạo tính thành ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề
Dạ, con đã kể xong. Dạ, chỗ nào, nào con sai xin Ngài sửa lại giùm con ạ. Xin mời chị Kim Nhung ạ. Nam mô Bích Thà dạ. Dạ. Alo ạ. Dạ, Nam mô Bích Thà dạ. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, các anh chị kể hay quá, làm con hồi hộp. Sư kể hay quá, rồi con cũng bắt chước ạ. Brahma cha lô ca thi pa ti sa ham ba ti ca tánh cha li an thi hoa răng a ya cha tha san ti tha sát tam ba ra chắc kha cha ti ca đề xê tu thầm măng anu cầm bi măng ba trang. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ con đã kể xong ạ, con xin Ngài chỉnh sửa giúp con ạ. Xà thố, xà thố. Alo, dạ cho con xin hỏi, đạo tràng có nghe con âm thanh của con không? Dạ, thưa thầy, cho con xin đọc, nếu như mà có sai, xin thầy sửa cho con. Thầm ma cha lô ca, thi bà ti sa ham bà ti. Ca tăng cha li ăn, thi hoa răng. Aya cha tha sang ti tha sa ta ba ya cha rắc tha cha ti ca đề se tu tham măng anu ca măng ba ya thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo. Quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ con xin hết, xin sư hướng dẫn cho con. Alo, xà thú, xà thú. Quý vị rất là nhiệt tình. Cái dòng kệ không phải là muốn kệ là được như là Sĩ Tâm Phương ha. Quý vị thấy hoan hỷ không? Khi mà đọc dòng kinh á, thì Sĩ Tâm Phương không tự tin, bị phóng tâm. Đó là dòng kinh thì Sĩ Tâm Phương đọc nói chung thì đọc cũng chảy, nhưng mà chuẩn thì cũng chưa chuẩn lắm. Nhưng mà qua dòng kệ thì quý vị thấy Sĩ Tâm Phương thì như vậy dòng kinh và dòng kệ chúng ta đều có duyên. Nhưng mà trong cái vấn đề đây là một cái bài mà rất quan trọng, chúng ta phải nắm bắt trước về dòng kinh, tức là từng từ trong cái bài này chúng ta phải rõ ràng, bởi vì tôn nghiêm thì phải chậm rãi. Thì chúng ta không nên đọc nhanh. Thì quý vị quan hệ ha, thời gian chúng ta sinh hoạt chỉ còn có 4 phút thôi, chúng ta xin ôn lại để rồi Sĩ Nhật Quỳnh lên coi như tóm tắt lại và chúng ta sẽ đến giờ của Huỳnh Pháp Hữu. Brahma cha lô ca thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an thi hoa răng a ya cha tha
Santi tha san tam paraja kha cha ti ka de se tu tham mang anukam vi mang ba cham. Chúng tôi xin lặp lại một lần nữa ha. Phẩm cha lô ca thi ba tí sam ba tí ca tấn cha li an thi quan a ya cha ta san ti ta san tam ba ra cha kha cha ti ca đề sê tu tham mang anukam vi mang ba chăng. Phần tiếng Việt thì dễ quá rồi ha. Rồi bây giờ mời Sít Nhật Quỳnh, Quang Thủy tổng kết lại và Quỳnh Pháp Hữu cũng sắp tới rồi. Xin mời Sít Nhật Quỳnh. Nam Mô Bụt Thầy, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức. Thượng tọa Thanh Tâm cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Tâm Pháp cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con nãy giờ phân vân quá, con không biết là Ngài biểu đọc hay Ngài biểu kệ bạch Ngài. Dạ, con cứ đứng hàng hai, ngập ba đường nên con không biết làm sao cho phải luôn. Nên là thôi bây giờ con cứ đọc đại đi. Dạ, hay không có sai Ngài chỉ dạy. Dạ, kính chào Quỳnh Pháp Hữu. Dạ, vào đầu tràng. Rằm mà cha lỡ ca thì ba tí xa hầm ba tí ca tanh cha ly anh thì quả răng a gia cha tha san tì tha sát tập bà ra chắc kha cha ti ca đề xê tu thầm măng a nu căm bị măng ba chăng. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo tinh thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con đọc một lần tại đã hết giờ rồi. Dạ, kính mong Ngài chỉ dạy cho con. Con phân vân quá nên con không biết đúng hay kệ đúng. Dạ, bây giờ Tâm Phương, con ở trước máy không? Con trước máy thôi. Đưa bàn tay xinh đẹp mình lên đi. Kệ thỉnh Pháp Sư đi để tới giờ của Quỳnh Pháp Hữu rồi. Tâm Phương, nhờ mời Tâm Phương nghe. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá và dạ, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đỉnh lễ Thượng Tọa Trí Đức và dạ, con kính chào Thầy Pháp Hữu. Và dạ, kính mời tất cả Phật tử cùng Tâm Phương chúng ta thỉnh Pháp Sư ạ. Ramma cha lô ca thi ba ti sa ham ba ti ca tấn cha li ân thi quả răng a ya cha thang sang ti tha sát ta ba rắn chắc ca ya ti ca đề xê tu thâm măng ngà đủ khâm bi măng ba trăm. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ đạo hữu chúng con, Tâm Phương đã thay mặt
tất cả thiện nam tín nữ thì thỉnh pháp sư xong để tâm phương xin nhường mic lại cho thầy pháp hữu ạ. Dạ, cảm ơn chị Tâm Phương, cảm ơn chị Nhật Quỳnh, không biết có nghe rõ, cảm ơn Hoa Trâm Bà. Dạ, cũng mong chị, chắc chị chưa có biết, chị Tâm Phương với lại các anh chị khác, xin gọi tôi là anh hay là huynh hay là chú hay là bác là được rồi, xin đừng có gọi là thầy, bởi vì tôi không có đủ khả năng cũng như không có thích làm thầy để mà dạy ai hết. Ở đây là mình là bạn đạo với nhau, mình chỉ chia sẻ với nhau thôi. Bây giờ để trước khi bắt đầu cái buổi chia sẻ đàm luận Phật Pháp hôm nay, xin mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagavā Buddhang Bhagavang Tang Apivademi Swakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Supattipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng, con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bát thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo thế tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang Thammang Sangkhang Namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Bây giờ thì chúng tôi xin đi vào cái đề của buổi chia sẻ đàm luận Phật Pháp hôm nay. Nếu mà trong khi chúng tôi chia sẻ như vậy mà đường truyền tốt, xin cho số 1 hoặc là cái bông hồng. Nếu mà không nghe được thì xin cho số 2 để chúng tôi biết để mà điều chỉnh. Cuộc đời đó là vô thường, thay đổi liên tục. Khi mình không để ý, nhưng mà mình để ý là mình thấy Đức Phật dạy rất đúng. Cái bản chất của cuộc đời thay đổi. Từ cái thân tâm của mình cho đến những cái người xung quanh, cho đến những cái chuyện xảy ra xung quanh. Chẳng hạn như chúng ta thấy cái chuyện corona, cái bút corona xảy ra rất nhanh. Chẳng hạn như hôm tháng 12 năm ngoái là chúng tôi đi Mỹ thăm cô con gái ở Houston, đi Mỹ 3 tuần, nói vui chơi đâu có biết gì đâu. Và đi về, trở về đây là trước cái ngày đầu năm, ăn Noel ở bên Mỹ, nhưng mà về đây thì ăn Tết Tây, đầu dương lịch, đầu năm dương lịch. Rồi sau đó thì sửa soạn chuyến đi về Việt Nam, 3 tuần lễ, 1 tuần ở Sài Gòn, 1 tuần ở Đà Nẵng, 1 tuần ở Hà Nội. Trong khi sửa soạn thì bắt đầu có cái tin bị dịch cúm, nhưng mà mình thấy cũng không đến nỗi trầm trọng. Một số người thì quan tâm lo ngại, nhưng mà mình thấy cũng chưa đến nỗi gì.
Thành thử hai vợ chồng vẫn quyết định đi, vẫn quyết định đi đi về Việt Nam, bởi vì cũng đã sửa soạn cả mấy tháng trước. Trong cái chuyến đi ba tuần lễ đó thì cũng có lẽ cũng nhờ cũng được êm xuôi, không có cái sự cố nào hết. Khi ra khỏi Việt Nam rồi thì bắt đầu cái vấn đề lây lan mới bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Nhưng mà khi chúng tôi về đây rồi thì chúng tôi cũng vẫn theo cái chương trình đi qua bên miền Đông thăm cháu ngoại và con gái thứ đầu tiên gia đình. Qua bên đó ở dự định ở 3 tuần, nhưng mà tới tuần lễ thứ hai thì thấy bắt đầu tình hình có vẻ nghiêm trọng trở lại. Và cô hai, cô là bác sĩ làm ở bệnh viện thì cô biết, cô nói thôi đổi vé máy bay rồi trở về Perth cho nó nhanh, an toàn hơn. Thì chúng tôi cũng nghe lời đổi vé máy bay về sớm. Là mình thấy cuộc đời nó thay đổi như vậy. Và khi vừa về tới phi trường rồi thì chính phủ ở Tây Úc, ở bang Tây Úc lại có cái sắc lệnh mới là những ai vào trong bang là phải bị cách ly 2 tuần. Thật ra mình chỉ về trước có 2 ngày thôi, nếu mà về trễ 2 ngày là bị cách ly. Mình thấy có đời nó có những cái chuyện như vậy. Và từ đó đến nay thì bắt đầu thay đổi, tình hình thay đổi. Mà bây giờ thì tương đối ở Tây Úc tương đối khả quan hơn, cái lệnh giãn cách được nới rộng, được giảm lần lần. Bây giờ thì chúng tôi có thể đi bơi trở lại được cả tuần. Họ cho phép hồ bơi mở cửa mỗi một giờ, như vậy thì nhận được tối đa 20 người, phải đăng ký trước, nhưng mà mình cũng đi bơi trở lại được. Hàng quán là cũng cho phép được nhận tối đa 20 khách hàng một lần. Rồi những cái nơi công cộng, chẳng hạn như ở chùa hay nhà thờ thì bắt đầu cũng mở cửa lại, nhưng mà vẫn giới hạn một lần tiếp xúc chỉ có 20 người thôi, chứ không có hơn. Thì có lẽ từ từ khoảng 1-2 tuần lễ nữa thì sẽ nới rộng ra. Tới cuối tháng 6 thì có thể lên tới 50 người, và bắt đầu cho phép những cái rạp chiếu bóng hay là những cái vũ trường này nọ mở cửa khỏi tối đa 50 người. Nhưng mà chưa biết, cái đó phải theo dõi tình hình mỗi tuần. Những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy thì mình thấy cái sự vô thường. Ngay cái bản thân của mình cũng vậy. Khi thì khỏe, khi thì không. Mấy ngày nay thì đau răng, đi làm răng thì cũng tạm tạm thôi, rồi bây giờ đau trở lại. Rồi bị cái bệnh đau bụng, đau bao tử, rồi những cái khớp xương. Mình thấy càng ngày những cái bệnh nhỏ nhỏ nó càng xảy ra, bởi vì cái thân thể mình già rồi, phải chấp nhận. Đó là những cái điểm mình học được ngay trong cái đời sống của mình. Sanh lão bệnh tử. 2 tuần trước có đi dự đám tang của con của một người bạn, chết qua đời sớm, 40 mấy tuổi là qua đời rồi. Ra mình thấy đâu có phải già rồi mới chết, có thể cái chết nó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Ở đây nói ra không phải là bi quan, ở đây nói ra, chúng tôi nói ra rất là bình tĩnh, tức là mình nói về mình nói về cái sự thật của đời sống, mình thấy để mình chấp nhận. Và vì vậy mà cái loạt bài về bệnh chết trong cái cuốn sách của ngài Analogio chúng tôi trình bày năm ngoái một lần, rồi năm nay trình bày trở lại, chúng tôi thấy rất hay. Khi mà chúng tôi sửa soạn những cái phần dịch thuật cũng như những cái đoạn kinh trích ra trong cuốn sách thì mình đọc thấy thấm thấy đó. Nó có ích lợi ngay cho chính mình. Rồi thấy được cái vô thường, không có cái gì bền vững. Rồi gần đây thì chắc lẽ trong khoảng mấy tuần tới nữa thì chúng tôi sẽ trình bày cái phần 2 của cuốn sách thì nó nói về cái chết. Mình suy nghĩ về nó thì mình không thấy sợ nữa, bởi vì đó là cái điều tất nhiên. Bây giờ dầu sợ hay không, dầu muốn hay không muốn gì nó cũng sẽ xảy ra. Và cái chết là cái điều tất yếu, không ai tránh được cái chết. Mình chết tốt nhất là mình sửa soạn và mình nhìn nó. Chỉ có điều là mình không chắc là không biết chết lúc nào,
hay là chết ở đâu, hay chết bằng cách nào. Chứ còn chết là chắc chắn. Khi mình chấp nhận cái sự thật như vậy thì mình thấy bình tĩnh. Cũng như là mình sửa soạn một chuyến đi xa vậy đó. Và rồi mình cũng không có khổ khi mình thấy những người quen biết, những người thân chung quanh lần lượt ra đi đó. Vì trước sau thì cũng phải đi đó. Và gần đây thì chúng tôi tập thường xuyên, có thể nói là lúc nào cũng ghi nhớ trong đầu có hai cái điều chính. Thứ nhất là mình sống trong từng hơi thở. Mình hít vào cái mình niệm chết 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 chết, mình thở ra cái buồn chết 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 buồn. Từng hơi lâu lâu cái mình làm tâm 10 hơi thở như vậy. Cái tự nhiên mình thấy bình tĩnh trở lại. Mình thấy không có cái gì. Nó là cái chuyện xảy ra. Trước sau thì cũng xảy ra, hoặc là khi mà chúng tôi đau, đau răng quá, ăn không có được. Là mình nói chết 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 buồn lắm. Có thể khi mình chết mình đau lớn như vậy, không phải ai mà rất là khó, ít người mà chết cái bình an chết bình, rồi khi mình đau này đau kia rồi quặn lên chết à, nữa ra mình tập mình thấy cái cơn đau để mình sửa soạn, mà mình không có thấy sợ, mình chấp nhận, bởi vì không tránh được. Rồi những người thân chung quanh lần lượt ra đi thì mình cũng nhập được cái tin đó, thì mình thấy trong nhà bây giờ có bà cụ má của bà xã thì cũng lớn tuổi, 80 mấy tuổi rồi, bây giờ bệnh hoài, mình thấy có thể ra đi bất cứ lúc nào, mình nhìn thấy rõ ràng như vậy. Mình thấy mình không có buồn nữa, mình sửa soạn, và cũng từ đó mình đối xử tử tế với tất cả mọi người, bởi vì không có biết cái người đó là có ra đi chưa. Có thể bữa nay là mình nói chuyện với người đó là cái ngày mai là họ ngã xuống chết, thì đâu mà mình không có muốn làm xúc chạm tới họ, bởi vì khi mà họ tầm xuống rồi thì mình cảm thấy nếu mình có cái lỗi lầm ăn nói nặng lời nó thì mình cảm thấy hối hận hối tiếc. Thành ra cái tốt nhất là mình nói thật, thế cái người đó cũng không biết có sống được bao lâu, không có chấp về những cái chuyện đó, lo mỗi người tự lo cho cái chuyện của mình. Lâu lâu có đụng chạm thì cái đó có lẽ do cái nghiệp, hoặc là do cái lời ăn tiếng nói không có thuận thảo với nhau thôi. Mình cũng không có để ý tới. Nhiều khi mình cũng không có tự chủ được thì cũng nổi nóng, nổi sân, nhưng mà chút rồi thôi chứ không có kéo. Vì mình thấy cũng thôi học được. Và chết trên bàn thời tiết đúng là, bởi vì cách đây mấy ngày là thời tiết ở bên này là qua được mùa đông, bắt đầu mùa đông lạnh lắm mà khô. Tự nhiên là có một cái cơn bão được thành lập ở ngoài, cái tâm bão bắt đầu xuất hiện ở ngoài khơi Ấn Độ Dương và tiến vào trong lục địa của xứ Úc. Là rất là lạ, bởi vì ở đây không phải là mùa bão nữa. Ở bên Úc thì mùa giông bão là tháng 2 tới tháng 3, qua tới tháng 4 thôi, 3 tháng thôi. Nặng nhất là trong tháng 4, mà bây giờ đã qua tháng 5 rồi, là coi như là theo cái chu trình bình thường là không là yên lành, không có gì hết, mà bây giờ lại nổi ra trận bão. Mà cái trận bão này là có cái tầm rất rộng, trải dài cả hơn một ngàn cây số, từ miền Bắc của Perth chạy cho xuống tới miền Nam của Perth hơn ngàn cây số bị ảnh hưởng. Thật ra các cái nhà về khí hậu họ nói một trận bão mà 10 năm mới xảy ra một lần, từ hôm qua tới bây giờ thì đang hoành hành ở bên ngoài Perth, đã tới Perth rồi. Thì ngày hôm qua thì họ rất là lo, cái cường độ mạnh lắm, chạy khi đụng và khi bắt đầu đụng vào chạm vào đất liền rồi thì lên tới cả 100 km, hơn 100 km một giờ, tàn phá rồi một số nhà cửa. Nhưng mà cho tới Perth thì lại giảm đi, cũng có một vài vùng bị ảnh hưởng chung quanh Phúc Hợp bị mất điện. Ra chúng tôi hôm qua có nhắn tin Quỳnh và sư Trí Đức là nếu hôm nay không có vào được trong room thì có lẽ điện. Nhưng mà tới bây giờ thì may mắn là, nhưng mà cũng không dám nói, bởi vì vô thường. Từ giờ cho tới trưa hôm nay vẫn còn có thể có khả năng
bị cúp điện, bởi vì ở bên ngoài gió vẫn còn mà thổi mạnh. Mình thấy chỉ trong vòng một tuần nó thay đổi hết. Cái đó là điều mà mình cũng thấy nó là vô thường, không có tránh được. Tất cả có những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy để mà mình nhận thức được, và mình cũng theo dõi cái tâm phản ứng của mình như thế nào trước những cái sự kiện đó, là cái điều để mình học. Chúng tôi cũng học hoài đây. Đó, hồi nãy có nhắn là chủ trương chúng tôi là không có dạy ai hết, tại vì mình vẫn còn học và mình học chưa xong. Rất sợ cái chữ thầy, cũng không có muốn làm thầy. Nó thẳng thắn như vậy chứ không phải khiêm nhường. Thứ nhất là không có kinh nghiệm, không có khả năng để làm thầy dạy người khác. Và thứ hai là không có hứng thú và không có ý định là dạy người khác. Hoàn toàn không có cái ý định đó. Nhiều khi có nhiều người hỏi riêng những cái câu hỏi về tu học, cách này cách kia, chúng tôi rất là ngại. Tại vì mình không có muốn chỉ dạy giải ngại hết. Chúng tôi thường hay giới thiệu đó, đi gặp các sư, các vị thiền sư ra hỏi. Chúng tôi chỉ muốn là làm người bạn đạo thôi. Mình vào đây mình chia sẻ thôi, chứ không có ý định chỉ dạy ai hết. Mà nó cũng xin bắt các anh chị quan hỷ thông cảm cho chỗ này. Chứ gọi là chỉ xin gọi tôi là anh, là huynh, hay là chú, hay là bác là được rồi. Giống như một người bạn đạo lớn tuổi thôi. Bây giờ thì xin đi vào cái bài đề tài của bài nói chuyện ngày hôm nay. Đó là bài là chương 8 của cuốn Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết. Cuốn sách viết bằng tiếng Anh của Ngài Tỳ Khưu Analayo, Ngài soạn ra gồm có 24 chương. 12 chương đầu thì nói về trích ra những cái đoạn kinh ở trong Tạng A Hàm của Hán Tạng, và tương đương, và Ngài cũng có so sánh với lại những cái bài kinh trong Tạng Nikaya của Pali, những cái bài kinh tương đương, trích ra những cái phần có liên quan đến bệnh tật, làm sao mà chúng ta đối phó với bệnh tật, hoặc là Đức Phật có những lời khuyên như thế nào, hoặc là những cái ngài đệ tử, những cái người đệ tử của ngài khi mà bị bệnh hay đi gặp người bệnh, các vị ấy đối xử như thế nào, các vị ứng phó như thế nào, về những cái trong những cái tình huống khác nhau, để mình học, để mình biết. Mình thấy ra đó trong kinh điển không phải là chỉ dạy về tâm, hay là về hành thiền, hay là về những vấn đề siêu hình này kia, nhưng mà có những cái lời khuyên rất là thực tế, để chúng ta rút tỉa, chúng ta có thể suy gẫm và dùng những cái lời khuyên đó để áp dụng cho mình khi mình bị bệnh, hoặc là mình dùng đó để mình khuyên giải, hay là có những cái lời khuyên với những người thân chung quanh khi những người đó họ bị bệnh, hay mình tới chăm sóc rồi mình khuyên giải như thế nào, những cái tinh thần để cho cái thân nó có đau nhưng mà cái tâm không có đau theo, đó là cái nguyên tắc. Và mình dùng đó, khi mình dùng cái bệnh nó như là một cái đề mục, cái hành thiền để quán soi, để mình thấy rõ cái sự vô thường và vô ngã. Khổ là chắc chắn, là cái bệnh là mình thấy cái khổ rõ ràng lắm. Thứ hai là mình phải chấp nhận cái vô thường, bởi vì nhiều khi mình bệnh thì mình không có muốn, mình không có muốn mình bệnh, thì đó, cái đó là cái điều nó làm cho mình khổ. Hoặc mình nói tại sao tôi bệnh, tại sao cái người chung quanh, người này người kia họ lại khỏe, cái tại sao đó mình so sánh đó, rồi mình than trách này kia. Mình đâm cái tâm sân, nó làm cho mình khổ thêm. Mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Thì và 12 chương kế từ chương 13 trở đi cho tới chương 24 thì nói về cái chết, này cũng đâu rất là quan trọng như chúng tôi nói. Và càng ngày chúng tôi thấy cả khoảng tuần lễ vừa qua thì chúng tôi lại soạn để tìm đọc những cái tài liệu ở trên mạng, qua một cái bài nói chuyện với Ngài Pram. Ngài trong cách đây gần 7-8 năm trước, Ngài có một bài nói chuyện có thâu âm, thu hình ở trên mạng, đưa trên YouTube. Tình cờ chúng tôi lấy xuống là đọc, rồi theo dõi, rồi nghe. Thấy hay, tức là Ngài nói về cái chết, cái tâm thức người khi chết như thế nào. Rồi từ đó là Ngài cũng đề cập tới một vài cái nghiên cứu của người Mỹ cũng như những người Âu Châu về những cái hiện tượng cận tử. Những người mà họ
có thể như là họ chết, tưởng là chết, tim ngừng đập, cái bộ óc cũng không, cái não điện đồ cũng không có chạy, cái tâm điện đồ và não điện đồ đều không chạy, tức là theo qua cái nhìn của y khoa thì là coi như chết, nhưng mà thật sự họ không chết, họ cái thức họ vẫn còn, có lẽ là do cái nghiệp của họ, cái thức nó còn, cái thức nó chạy ra, nó thấy này thấy kia xong nó quay trở về, là họ sống trở lại, là cái não hoạt động trở lại, cái tim hoạt động trở lại. Đấy ra trong danh từ y khoa gọi là near death experience, tức là những cái kinh nghiệm cận tử, là gần chết. Và họ có một số sách hoặc là tài liệu vào ngày xưa chúng tôi không để ý, bây giờ nhân cái câu bài nói chuyện của ngài Brahm thì chúng tôi mới tìm đọc, thấy hay lắm. Không phải chỉ trong Phật giáo thôi, những người đó họ có thể thuộc về Thiên Chúa giáo hay là không theo cái đạo giáo nào hết, có những vị bác sĩ y khoa, những vị tâm thần học này nọ nghiên cứu về vấn đề này, mình thấy rất hay, có nhiều lắm, nhiều người như vậy thì là bất tỉnh, tưởng là chết, nhưng cuối cùng tỉnh trở lại, rồi họ mới kể lại những kinh nghiệm, rồi mình đọc để mình không có sợ, mình thấy cái chuyện đó bình thường, mình cũng giống như chúng tôi nói là giống như bây giờ mình chưa có đi, ví dụ như bây giờ thí dụ một người chưa có đi Ấn Độ đi hành hương lần nào hết, bởi vì chưa đủ khả năng để đi, chưa đủ phương tiện để đi, nhưng mà đọc kinh, đọc sách, rồi xem hình ảnh, rồi nghe người ta kể lại thì ít ra cũng có được những cái khái niệm, những cái ý niệm là cái xứ Ấn Độ nó là như thế như thế, đi hành hương nó sẽ là như thế như thế như thế, mặc dù chưa có tự mình chưa tới đó. Rồi về sau này mà khi mà được dịp để đi rồi thì mình sẽ đi qua bên đó, rồi thì mình sẽ không có bỡ ngỡ, mình không có lo lắng hay lo sợ gì, mình nắm được cái thông tin không có đầy đủ lắm mà tương đối cũng căn bản, mình biết cái nơi đó, cái quốc độ đó, cái xứ sở đó như thế nào. Thì cái chết cũng vậy, mình đọc những cái kinh nghiệm của những người mà đã qua cái giai đoạn cận tử, họ trở về họ kể lại, họ kể và y khoa họ kiểm tra rất là rõ ràng, đó là những người này nói thật chứ không phải là ảo tưởng hay là thêm thắt, thêm nói láo hay này kia. Thì đó, mình đọc để mình biết nó sẽ là như thế, để mình sửa soạn tâm thần, tinh thần, mình sửa soạn cái tâm ý của mình, ngày nào đó mình phải ra đi thôi, mà cái ngày đó không biết. Có thể 10 năm nữa, 20 năm nữa, 30 năm nữa, mà có thể ngày mai. Mình không biết. Nhiều khi mình khỏe mạnh như thế này, mình bước ra khỏi cửa xe tông, hoặc là mình đạp vỏ chuối hay cái gì đó, mình trợt, mình té xuống, mình đập đầu xuống đất, mình bình. Chưa chết liền. Nhưng mà có thể bị thương, bị chấn thương, rồi phải đưa vào bệnh viện là xong. Bác sĩ cũng lắc đầu, nói không có chơi được, có đưa về nhà chờ chết. Cái chuyện đó có thể xảy ra. Rồi lúc đó là mình sao? Có thể xảy ra ngày mai, ngày mốt, tuần sau, mình không biết được, tùy theo cái số phận của mỗi người, cái duyên nghiệp của mỗi người. Tốt hơn là mình nên biết để mình sửa soạn. Đó, từ đó mà chúng tôi thấy cuốn sách này rất hay. Có thể nó khô khan, có nhiều người cũng ngại đọc, nhưng mà chúng tôi thấy có ích lợi cho mình, hoặc là những người nào mà họ thích có một cái xu hướng giống mình thì họ đọc sẽ thấy có ít lợi hơn. Bây giờ thì chúng tôi mời các anh chị đi vào cái link mà có hồi nãy có đưa ra trên cái bản thông báo để chúng tôi đưa vào đây. Khi nào vào được rồi thì xin cho biết. Chúng tôi thấy mới vào cũng dễ dàng chứ không quá khó. Chương 8, tỉnh thức trước bệnh tật của ngài Tỳ Khưu Analayo giới thiệu. Trong chương này, chúng tôi tiếp tục chủ đề đối diện với nỗi đau bằng niệm. Trong chương 6, ngài Anuruddha, tức là Đậu Lâu Đà, đối diện với cơn đau đớn của chính mình bằng cách an trú trong bốn pháp lập niệm Satipatthana. Ở đây, trong chương này, ngài đến thăm một vị đệ tử cư sĩ bị bệnh tên là Manadena, tiếng âm Hán Việt, cũng thực hành bốn pháp lập niệm cho cùng một mục đích. Thì những cái chương trước đó, ngài Analayo có trình bày, có đưa những cái bài kinh mà trong đó Đức Phật hoặc là những ngài đại đệ tử của Đức Phật thời đó bị bệnh và các ngài ứng xử như thế nào.
có cái tâm như thế nào. Nhưng mà mình thấy không phải chỉ áp dụng cho những đệ tử tu sĩ, những vị tỳ khưu ni, mà có những vị đệ tử cư sĩ này, cũng có thể có những cái trường hợp như vậy, và cũng có thể ứng xử tốt đẹp hay là một cách bình thản, đối phó một cách bình thản với những cái cơn đau khi nó xảy ra. Bởi vì Đức Phật thường hay nói là chúng ta là tứ chúng đồng tu, tức là tứ chúng, tức là có bốn chúng, bốn cái bốn nhóm tu sĩ nam, tu sĩ nữ, cư sĩ nam và cư sĩ nữ, chứ không phải là Phật tử hay Phật giáo là chỉ có tu sĩ thôi. Nhiều khi đa số những cái bài kinh ở trong trong kinh tạng mình thấy chỉ nói ngài tỳ khưu và tỳ khưu ni, là nhiều khi mình hiểu lầm. Có những cái bài kinh hoặc là những cái câu chuyện xoay quanh về cuộc sống tu tập của những vị cư sĩ nam cư sĩ cũng như nữ cư sĩ, mặc dù ít hơn nhưng mà cũng có những cái bài giảng như vậy, chứ không phải là không. Và trong thời Đức Phật cũng có nhiều cư sĩ thành đạt. Ngày xưa chúng tôi có nói ít ra các vị đó cũng đắc được cái quả đầu tiên là nhập được dòng thánh giải thoát lên, và rất nhiều. Rồi quả thứ hai là nhất lai, tức là quay trở về đây một lần nữa trong cái cõi dục này. Rồi quả thứ ba là bất lai, tức là tái sinh vào trong cái cõi cao nhất của cõi trời sắc giới, rồi từ đó tu một kiếp xong. Cuối cùng là bậc A-la-hán, tức là không có tái sinh nữa. Thì cũng có những vị cư sĩ A-la-hán, chẳng hạn như ngài Yasa, chúng tôi có chia sẻ lúc trước đó, nếu các anh chị còn nhớ. Ngài Yasa tức là một trong là vị cư sĩ đầu tiên, sau khi nghe giảng xong hai bài giảng thì ngài đắc quả A-la-hán, rồi sau đó thì ngài mới sinh xuất gia, tức là đắc xong còn là cư sĩ rồi xuất gia. Đó, về sau này trong những cái bài tham luận, những bài chú giải sau này thì có nói là khi mà một cư sĩ mà đắc được cái quả cuối cùng, cái quả A-la-hán, thì cái vị ấy sinh xuất gia. Còn nếu không thì tu thọ không có kéo dài, tức là chết, chứ không có ở lâu được, trong không có một cái vị A-la-hán cư sĩ mà sống lâu ở trong thế gian. Thì mình thấy cũng có lý chứ phải không, bởi vì khi mà đắc A-la-hán rồi thì không có lý do gì mà sống ở nhà hết. Không có bận biểu chuyện gia đình nữa, thành thử con đường xuất gia là con đường đương nhiên. Hoặc là nhiều khi cái nghiệp của vị đã hết rồi thì không có lý do gì mà cứ duy trì cái sự sống. Theo cái nhìn của mình có là ngũ uẩn ngừng hoạt động. Nhưng mà trở lại vấn đề là ít ra là vị mình là một cái người cư sĩ có gia đình sống ở nhà, nó cũng có thể có khả năng đắc được cái quả đầu tiên. Chút xíu nữa chúng tôi sẽ đề cập thế, nhưng mà mình ở đây chỉ nói như vậy. Rất nhiều trong thời Đức Phật. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc tiếp cái phần kinh văn. Phần kinh văn này thì lấy từ trong kinh bài trong tập A Hàm Sanyutta Agama, bài kinh số 1038. Có cái tựa đề là Mana De Na. Mana De Na ở đây tức là phần phiên âm tiếng Hán Việt của Mana Dina. Là hai cái bài kinh trong tương ưng và hàm tương đương và có cùng tựa đề. Và phần tiếng Việt là do Hòa Thượng Thích Đức dịch và chúng tôi hiểu đính trở lại dựa theo cái bản dịch tiếng Anh của ngài Tỳ Khưu Analayo. Các anh chị vào được chứ ha? Vào được cái link này. Tôi nghe như vậy. Tôi đây tức là ngài Ananda. Cái câu này là câu rất là phổ thông. Tức là ngài Ananda nghe như vậy là thuật lại là sau đó kết tập. Một thời Đức Phật trú bên ao Kiệt Già Gaggara tại nước Chimba Champa. Ở đây mình thấy có cái chỗ này, cái nước Chimba Champa. Đây là một trong 16 quốc gia thời Đức Phật. Đây Ngọc Hân có nghe rõ chỗ này, chữ nguyên tệ tại cái chỗ này cũng rất là hay, cũng lý thú này. Tức là cái chữ Champa, Champa. Tức là một trong 16 quốc gia thời Đức Phật. Rồi về sau này đó, khi mà người Ấn Độ theo con đường biển đi buôn bán rồi đi về hướng hướng Trung Quốc thì có ghé qua Việt Nam, có ghé qua Việt Nam để ngừng, rồi từ đó mà truyền bá đạo Phật, truyền bá đạo Phật. Rồi họ mới đem những cái
sự tích này kia của truyền bá cái văn hóa của Ấn Độ cho người địa phương ở trong cái vùng ở miền Trung nước Việt Nam. Và từ đó thì có lẽ thôi, cái người địa phương đó họ hấp thu cái tinh thần văn hóa Ấn Độ và họ cho rằng họ cũng là thuộc một phần của lãnh thổ Ấn Độ, và từ đó mà ra được cái chữ Champa, tức là cái chữ Cham, người Cham, người Cham. Cái chữ Champa hay là người Cham đó là bắt đầu từ cái chữ của cái nước Champa này của Ấn Độ. Cũng như một quốc gia khác nữa là quốc gia Cambodia, Cambodia. Quốc gia Cambodia này cũng là tên của một trong 16 quốc gia ở bên Ấn Độ. Sau này thì qua cái sự truyền bá văn hóa của người Ấn Độ vào trong trong cái vùng miền Nam Việt Nam và lên tới vùng cái Tonle Sap, tới phần biển Hồ đó, về đó sau lập thành cái vương quốc mà bây giờ chúng ta gọi là vương quốc Cambodia. Thì cái chữ Cambodia này là cũng bắt nguồn từ cái tên Cambodia của Ấn Độ, tức là một trong 16 quốc gia của Ấn Độ. Chị Nguyên sẽ nắm được chỗ này ha, tức là hai cái chữ đó. Thì đó nó cũng có nhiều điểm cũng lý thuyết. Cái nước Champa của thời Ấn Độ thì nằm phía hạ lưu của sông Hằng, tức là từ Ma Kiệt Đà, từ cái thời Vương Xá Thành đi xuống, dọc theo cái sông Hằng đi xuống gần tới ra tới gần bờ biển, gần khi mà hạ lưu của sông Hằng. Còn cái quốc gia Campuchia thì là ở thượng lưu sông Hằng, ở cái vùng mà bây giờ mình gọi là thủ đô Delhi, nhưng mà lên trên nữa, lên chút xíu nữa, ở miền Bắc của Delhi, của thành phố, của thủ đô Delhi bây giờ. Cũng hai quốc gia này cũng xa, cách xa nhau, có là thể xem như là hai quốc gia biên, ở vùng ngoại biên, chứ không phải là vùng trung thổ, cái vùng chính của thời Ấn Độ thời đó. Nhưng mà vẫn là mà hai trong số 16 tiểu quốc của Ấn Độ trước khi vua A Dục thống nhất Sơn Hà. Vua A Dục có cái công là thống nhất lại, cũng giống như Tần Thủy Hoàng ở bên Tàu, hoặc là giống Đinh Bộ Lĩnh ở Việt Nam mình. Trước đó là có nhiều quốc gia nhỏ hay là sứ quân tranh đấu với nhau, rồi cuối cùng có một vị đứng lên rồi thâu góp lại hết. Thì ở bên Ấn Độ là cái vị đầu tiên là vị là vua A Dục thâu góp lại hết. Bây giờ chúng tôi xin đọc tiếp. Bây giờ có gia chủ Mana Đề Na bị bệnh mới bớt. Rồi gia chủ nói với một người nam, người nam ở đây thì có lẽ là một ông đầy tớ hay là người thân cận. Này thiện nam tử, ông hãy đến chỗ tôn giả Analut, Analut là Anuruddha, thay tôi đảnh lễ dưới chân hỏi thăm sức khỏe. Bạch ngài, cuộc sống có thoải mái an lạc không? Ngày mai xin ngài cùng bốn vị nhận lời thỉnh của tôi. Nếu ngài nhận lời, ông nên vì tôi bạch rằng tôi là người thế tục, bận nhiều công việc trong vương quốc, không thể đích thân tới rước được. Xin ngài vì lòng bi mẫn cùng bốn vị đến đúng giờ theo lời thỉnh mời của tôi. Thì mình thấy cái câu này nó cũng là một câu khách sáo thôi, nhưng mà có lẽ thành ra một cái khuôn mẫu thời xưa. Đầu tiên là phải hỏi thăm có khỏe không, nhưng bây giờ mình hỏi anh ông có khỏe hay không. Rồi cái mời, nhưng mà thường là mời năm vị ra, một vị chính và bốn vị huynh đệ đi theo nữa. Rồi cũng nói là xin cáo lỗi, cũng thay mặt người chủ cáo lỗi, là bởi vì đó là người chủ phải tận, người gia chủ, người chủ nhà là phải tận tự thân đến mời. Đến mời rồi sau đó rước đã tới, tới đó rước đi, tới tinh xa rước các ngài đi. Và đúng cái nghi thức, nhưng mà bởi vì gia chủ bệnh, bận nhiều chuyện, có lẽ bận chuyện này chuyện kia, cũng như cái để cáo lỗi, thành thử sẽ cho những người khác tới thay mặt gia chủ tới rước về. Lúc ấy người nam kia vâng lời gia chủ, đi đến chỗ tôn giả Analut đảnh lễ dưới chân, thưa tôn giả rằng gia chủ Mana Đề Na xin kính lễ và hỏi thăm. Bạch ngài, cuộc sống có thoải mái an lạc, ít bệnh ít não không? Và trưa ngày mai xin ngài vì lòng bi mẫn cùng bốn vị nhận lời thỉnh của mời của tôi. Rồi tôn giả Analut im lặng nhận lời mời. Cái đó cũng là một cái cách trả lời của ngày xưa, ngay tại Đức Phật cũng vậy. Khi mà ai mời thỉnh ngài đi đây im lặng thôi, thì có nghĩa là nhận lời, là yes.
Còn ngài mà thấy không thuận tiện thì từ chối, thì ngài mở miệng ngài từ chối. Đó cũng là cái cách, cái thức, cái nghi thức hồi xưa. Bây giờ người kia lại vì gia chủ Ba Đa Đề Na thưa tôn giả A Na Luật: tôi là người thế tục, bận nhiều công việc, vương gia không thể đích thân tới rước được. Xin ngài vì lòng bi mẫn cùng bốn vị nhận lời tới ngày mai của tôi. Tức là cũng là cái cách viết, tức là ông, cái người tới đó thì nói như vậy, nói tức là lặp lại cái lời của, cáo lỗi của ngài, của gia chủ của mình, cái vị chủ của mình, tức là gia chủ bị bận không có tới được, thành ra sẽ có người tới rước. Tôn giả A Na Luật nói: ông cứ an tâm, tôi tự biết thời, ngày mai sẽ cùng bốn vị đến nhà gia chủ. Sau đó người này theo lời dạy của tôn giả A Na Luật trở về thưa lại gia chủ: thưa ngài, tôi đã đến gặp Phật, gặp tôn giả A Na Luật, trình bày đầy đủ như ngài dặn bảo, và tôn giả A Na Luật nói rằng gia chủ cứ an tâm, ngài tự biết thời. Rồi cái khúc này thì mình thấy nó dài dòng, đó là cái lối viết của người ngày xưa. Nhưng mà nếu mà mình đọc thì có thể là mình lược bỏ đi, bớt lại, nên mình hiểu cái dữ kiện nó như thế nào thôi. Nhưng ở đây thì chúng tôi thấy rằng cũng nên để như vậy để mình đọc cho làm quen, làm quen với lại cái văn phong, với lại cái lề lối của trong truyền khẩu, cũng như trong những cái bài kinh. Sau đó người này theo lời dạy của tôn giả A Na Luật trở về thưa lại gia chủ: thưa ngài, tôi đã đến gặp tôn giả A Na Luật, trình bày đầy đủ như ngài dặn bảo, và tôn giả A Na Luật nói rằng gia chủ cứ an tâm, ngài tự biết thời, tức là ngài tự biết khỏi cần có người tới mời, thì ngài biết giờ ngài đến. Tối hôm đó, gia chủ Ba Na Đề Na sửa soạn đồ ăn thức uống tinh khiết thơm ngon, sáng sớm lại sai người kia đến chỗ tôn giả A Na Luật thưa đã đến giờ. Người kia bèn vâng lời, đi đến chỗ tôn giả A Na Luật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, bạch rằng đồ cúng dường đã sửa soạn xong, xin ngài biết đã đến giờ. Thường thường bây giờ cái chúng tôi thấy cái tục lệ nó cũng còn duy trì tới ngày hôm nay, tức là mình đến mình gặp một vị trưởng lão mình kính trọng, thường thường là mình lại lại rồi mình ngồi dưới chân rồi mình mới nói chuyện, chứ không có đứng ngang hàng nói chuyện. Bây giờ chúng tôi thấy cũng có ở Thái Lan, hoặc là ở Lào, hoặc là ở Miến Điện mà chúng ta đi qua rồi, hoặc là ở khi một vài trường hợp xảy ra cũng thấy ở Sri Lanka và Ấn Độ nữa, đây cũng như vậy. Một cái người mà một cái vị đệ tử cư sĩ đến, họ gặp một cái vị đạo sư mà họ tôn kính thì họ cũng quỳ xuống đảnh lễ dưới chân, rồi xong họ ngồi dưới đất họ nói chuyện, trong khi cái vị đang ngồi trên ghế hoặc đứng. Mình thấy cũng còn duy cho tới ngày hôm nay. Và đó là cái điều rất tự nhiên, chứ không phải là vấn đề đúng hay cái gì đó, bởi vì họ kính trọng thôi. Bắt đầu chúng tôi cảm thấy cũng hiểu lầm, thấy kỳ. Nhưng mà mình tiếp xúc lâu rồi, mình sinh hoạt chung với họ rồi, mình thấy cái chuyện nó tự nhiên. Nó là một cái tục lệ. Rồi tôn giả A Na Luật đắp y ôm bát cùng với bốn vị đi đến nhà gia chủ. Trong lúc ấy, các nữ dân đang đứng vây quanh gia chủ Ba Na Đề Na đứng cửa trong bên trái. Trong khi thấy tôn giả A Na Luật, gia chủ của người ôm chân kính lễ đưa ngài đến chỗ ngồi. Gia chủ lần lượt kính lễ và hỏi thăm sức khỏe mỗi vị. Thế là đi ngài A Na Luật tới với bốn vị khác theo lời mời, thế là năm vị tất cả. Rồi ngồi lui qua một bên, không có ngồi trước mặt mà ngồi xéo qua một bên để nói chuyện. Cũng đó là cái thủ tục và cái tục lệ của người Ấn Độ. Tôn giả A Na Luật hỏi thăm gia chủ: cuộc sống có kham nhẫn an vui không? Gia chủ đáp: vâng, thưa tôn giả, con sống kham nhẫn an vui. Trước đây con bị bệnh nặng, như hôm nay đã bớt rồi. Tức là ông bị bệnh, ngày xưa ông bớt rồi. Tôn giả A Na Luật hỏi gia chủ: gia chủ sống trụ tâm như thế nào để có thể khiến cho bệnh tật khổ não bớt dần? Hỏi như vậy thì ông bệnh bớt rồi, nhưng mà trong khi ông bệnh lúc trước ông sống như thế nào, ông cái tâm ông đối xử, ông ứng phó như thế nào để cho cái cơn bệnh nó bớt đi. Gia chủ bạch: thưa tôn giả A Na Luật, con trụ vào bốn niệm xứ, chuyên tu buộc niệm, cho nên các bệnh tật khổ đau nơi thân đều được đình chỉ. Mình thấy cái điều này cũng giống
như là những cái bài kinh trước mà chúng tôi có nói trong cái trường hợp của ngài Anuruddha, ngài Đa Luật. Bởi vì ngài là cái người hành thiền rất giỏi, ngài có thiên nhãn thông, thành ra ngài có thể nhập định để mà không còn cái cảm giác đau đớn gì nữa. Nhưng mà ngài không nhập định mà ngài dùng trụ tứ niệm xứ trên bốn cái đối tượng để niệm thân thọ tâm pháp để mà ngài theo dõi cơn đau đó. Mình thấy có cái điểm đó. Và ở đây trong trường hợp này thì ông gia chủ, một người cư sĩ cũng làm như vậy, cũng sống với niệm bốn cái pháp lập niệm. Gia chủ bạch ra là nói về bốn cái niệm xứ: sống quán niệm thân trên thân, bên trong nỗ lực tinh cần niệm và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Sống quán niệm thân trên thân, bên ngoài nỗ lực tinh cần niệm và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Sống quán niệm thân bên trong và bên ngoài nỗ lực tinh cần niệm và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Rồi mình thấy ngay trong cái kinh A Hàm cũng rất là giống trong cái tinh thần của kinh Nikaya. Nói khi mà nói về chánh niệm ở đây, rồi chánh niệm phải hội đủ, các anh chị còn nhớ bốn yếu tố. Thứ nhất là phải có cái sự cố gắng nỗ lực, nỗ lực tinh cần. Thứ hai là phải có sự ghi nhận, ghi nhớ, tức là niệm. Thứ ba là phải hiểu rõ đối tượng, đây là tỉnh giác. Và thứ tư là điều phục tham và ưu ở trên đời. Các anh chị nắm được chỗ này, chúng tôi hay lặp đi lặp lại để chúng ta nhớ chỗ này. Cái chỗ này quan trọng lắm. Đó, đầy đủ bốn yếu tố đó thì mới gọi là chánh niệm. Còn nếu mà mình nói niệm là chỉ có ghi nhớ thôi, ghi nhận, ghi nhớ thôi, thì chưa đủ. Thật ra mình phải phân biệt giữa chánh niệm và niệm. Niệm là một phần của chánh niệm. Mà chánh niệm là phải bao trùm niệm và cộng thêm ba cái yếu tố khác nữa thì mới gọi là chánh niệm. Tức là phải có cái sự cố gắng, tức là nỗ lực tinh cần hay là tinh tấn. Thứ hai là có niệm là dĩ nhiên rồi. Thứ ba là phải hiểu rõ đối tượng là tỉnh giác. Là thứ tư nữa quan trọng là phải đưa đến chế ngự hay là khống chế hay là kiểm soát tham, được tham và ưu ngay lúc đó. Nhưng mà cái lúc đó cái tâm mình còn âu sầu lo lắng hay là tham lam, tham muốn này kia là mình không phải là chánh niệm. Mình có thể có ba cái yếu tố kia mà thiếu yếu tố thứ tư mình không có, cái tâm mình không có thiện lành thì cũng không phải là chánh niệm. Rồi đó mà mình thấy muốn có chánh niệm là phải giữ giới, phải có cái tâm trong sạch, cái tâm từ ái, tức là người ta có tâm từ. Những cái điều đó là nó sẽ đưa đến cái vấn đề này. Nhiều khi mình nói đi học, đi tu thiền hay là hành thiền tứ niệm xứ này kia, nhưng mà nếu mình không có giữ giới, không có sống đạo đức, không sống tử tế, nó sẽ ảnh hưởng tới cái, không có thể nào mình hành thiền phát triển chánh niệm được. Và cũng như là cái tâm mình nó còn tham lam này kia, ham muốn này, mình thấy rõ ràng là phải giữ giới và phải có tâm từ ái, đó là mình có cái tâm sống tốt, đối xử tử tế, yêu thương mọi người. Rồi những cái chuyện đó là phải cần phải có, và từ đó nó mới giúp cho mình được chế ngự được tham ưu, điều phục tham ưu trên thế gian, và từ đó thì mới có thể phát triển chánh niệm được. Thấy nó có để với nhau, chứ không có phải là mình lơ là mình bỏ đi. Và mình phải có trí tuệ, mình mới hiểu được cái bản chất của đối tượng, tức là mình phải tìm hiểu, động não suy tư về đối tượng, không phải tự nhiên mình thấy được. Và dĩ nhiên là phải có nỗ lực, có cố gắng ở trong đó, tu tập phải có cố gắng, không chứ không phải là bất chiến là tự nhiên thành, đừng có chấp cái gì hết, buông là mình đạt được đâu. Phải có một cái sự cố gắng ở trong đó. Rồi ở đây có cái chữ bên trong, bên ngoài, bên trong lẫn bên ngoài. Thấy cái điều này chúng tôi có thấy anh chị, nếu các anh chị còn nhớ thì chúng tôi có phân tích trong cái bài kinh liên hệ đến bố pháp lập niệm. Tức là cái đối tượng của mình, mình thấy rõ nó, tức là bên trong, là cái thân của mình. Rồi đó mình suy đến những cái người chung quanh, họ cũng có cái thân như vậy, cũng giống như vậy, thì họ cũng có những cái đặc tính như vậy, tương tự như vậy đó, chứ không có gì khác cả. Tức là bên ngoài, rồi bên trong và bên ngoài, tức là sau đó rồi mình đồng hóa lại với nhau, tức là mình và người, đối tượng của mình đều như nhau ấy. Mình hiểu như vậy để mình thấy rằng có cái sự thông cảm. Rồi thứ hai là mình phải hiểu được như vậy để chứng tỏ là mình không phải là cái gì đặc biệt ở trên đời này hết, mình chỉ là một cái
phần tử hay là một cá nhân trong cả một cái thế giới bao la rất hàng tỷ 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 người như vậy, để qua đây mình khống chế một phần nào cái bản chất tự mãn, tự ngã, tự tôn của mình. Tại vì cái ý tưởng nó lúc nào nó cũng lởn lở trong đầu óc của mình, nhất là những cái người mà mới biết được chút đỉnh, mình mới biết được chút đỉnh về kinh điển đạo pháp, hay biết chút đỉnh về hành thiền, hay là đi chùa, tự nhiên mình có cái tự kiêu, cái ngã mạn cho mình quan trọng, mình ngon lành này. Khi mình đạt được cái chỗ là mình cũng như người ta thôi, cũng như nhau hết, thì mình thấy mình chỉ là một cái phần tử nhỏ bé trong cả một cái vũ trụ bao la này thôi, không có cái gì đặc biệt hết. Cái ý tưởng đó cũng giúp cho mình phần nào để mình đối trị cái tự ngã, cái tự tôn, cái kiêu mạn của mình. Sống quán niệm thọ trên thọ, bên trong nỗ lực tinh cần niệm và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Sống quán niệm thọ trên thọ, bên ngoài nỗ lực tinh cần niệm và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Sống quán niệm thọ trên thọ, bên trong bên ngoài nỗ lực tinh cần niệm và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Đây bây giờ thọ cũng vậy thôi, thì cũng có bốn, phải có nỗ lực tinh cần, phải có niệm, phải có tỉnh giác và điều phục tham ưu thế gian, bốn yếu tố. Rồi mình quán là quán bên trong bên ngoài, bên trong bên ngoài. Sống quán niệm tâm trên tâm, bên trong nỗ lực tinh cần niệm và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Sống quán niệm tâm trên tâm, bên ngoài nỗ lực tinh cần niệm và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Sống quán niệm tâm trên tâm, bên trong bên ngoài nỗ lực tinh cần niệm và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Phần quán tâm cũng vậy. Sống quán niệm pháp trên pháp, bên trong nỗ lực tinh cần niệm và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Sống quán niệm pháp trên pháp, bên ngoài nỗ lực tinh cần niệm và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Sống quán niệm pháp trên pháp, bên trong ngoài nỗ lực tinh cần niệm và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Về bốn cái đó mình nghe thì mình thấy nó có vẻ máy móc, nhưng mà đó là cái lối tụng truyền khẩu ngày xưa, và chúng tôi muốn đọc lại để giữ nguyên như vậy, chứ không có lượt đi để mình làm quen. Vậy sao nếu mình quen rồi thì mình đọc cái mình lướt mình biết thân thọ tâm pháp giống như nhau như vậy, bên trong bên ngoài có bốn yếu tố, nỗ lực tinh cần niệm và tỉnh giác để phục tham ưu thể giác. Đó là cái mình tóm tắt như vậy thôi. Nhưng bây giờ mình tập làm quen với cái văn phong truyền khẩu. Như vậy bạch tôn giả A Na Luật, con nhờ tâm trụ vào bốn niệm xứ, cho nên mọi thứ bệnh tật khổ đau nơi thân đều được đình chỉ. Thưa tôn giả A Na Luật, nhờ trụ tâm được như thế, cho nên mọi thứ bệnh tật khổ đau đều được đình chỉ. Nhờ ông nói là ông dùng cái tứ niệm xứ, ông trụ tâm trụ vào đó thì làm cho nó vượt qua những cơn đau. Tôn giả A Na Luật bảo gia chủ, hôm nay này gia chủ vừa tự tuyên bố về quả A Na Hàm bất lai. Sau đó thì tôn giả A Na Luật khen ông, thì gia chủ ông không có nói ra, ông chỉ nói cái cách hành của ông, mà ông thành công được trong cái cách hành đó, thì tôn giả A Na Luật bảo như vậy là ông đã đắc được cái quả thứ ba bất lai rồi. Tức là bây giờ ông mà chết đi đó, ông sẽ tái sinh vào cõi trời cao nhất của sắc giới, rồi sau đó là ông chỉ tu một kiếp nữa là ông thành, ông đắc quả cao nhất là quả A La Hán, là không tái sinh luân hồi nữa. Thì mình thấy cái ý này cũng tương tự như trong cái bài kinh lập bốn pháp lập niệm, hay là bài kinh tứ niệm xứ của bên Nikaya, trong Trung Bộ Kinh và trong Trường Bộ Kinh. Mình thấy khi mà Đức Phật kết luận, Đức Phật nói rằng nếu mà thật sự mà hành bốn pháp lập niệm một cách tinh tấn rõ ràng đầy đủ thành công thì có thể là trong 7 ngày thôi, 7 năm, 7 tháng, 7 ngày thôi, đắc một trong hai quả. Tức là thứ nhất là quả bất lai, thứ hai là quả A La Hán cao nhất. Mình thấy cái tinh thần đó nó cũng phản ánh ở trong cái bài kinh ở trong tạp A Hàm mà chúng tôi vừa đọc ra. Không biết có nghe rõ được chứ ha. Sau đó gia chủ Manadena mang các thứ đồ ăn, thức uống thanh khiết thơm ngon tự tay cúng dường đầy đủ. Sau khi thọ thực và súc rửa miệng xong, gia chủ Manadena lại ngồi nơi ghế thấp nghe pháp. Tôn giả A Na Luật
thuyết pháp chỉ dạy soi sáng, làm cho người nghe an vui, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. À, thì sau khi mà ngài khen tôn gia chủ xong thì gia chủ mới là cho người sửa soạn thức ăn đem tới tự tay cúng dường, tự tay cúng dường. Rồi sau khi ăn xong rồi thì chư tăng ở lại, rồi ngài A Na Luật thuyết cho một bài pháp, mọi người nghe hoan hỷ, sau đó thì ngài mới từ giả đi về. Thì cái chuyện này, cái sắp xếp như vậy thì cũng thường từng xảy ra. Tức là thường thường là mình thỉnh chư tăng tới, ngồi xuống xong xuôi rồi thì chỉ nói chuyện đạo thôi, mình có cái thắc mắc gì mình hỏi thì chư tăng có thể trả lời, hoặc chư tăng có thể hỏi thăm mình sinh hoạt như thế nào, có những bài có cố vấn. Rồi sau đó mình cúng dường thức ăn, chư tăng ăn xong rồi, dọn dẹp xong xuôi rồi thì có một bài pháp, rồi xong nó đi về. Có khi có bài pháp trước khi ăn, mà có khi sau khi ăn, mà chỉ như vậy thôi. Rồi mình thấy cái sinh đó cũng như cái nghi thức đó có từ ngàn xưa, từ xưa mà bây giờ cũng vẫn tiếp tục như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc cái phần thảo luận. Phiên bản trong Tương Ưng Bộ tương đồng với bài kinh trong tập A Hàm rằng ngài Anuruddha đã đưa ra kết luận rằng ông Manadina đắc quả bất lai. Chỉ khác biệt ở điểm kiếp kết thúc, ông cho biết khi an trú vào bốn pháp lập niệm, ông đã đoạn tận năm hạ phần kiết sử. Nhưng tuy nhiên cần phải nói thêm về những mô tả khác về việc đắc quả vị này. Bởi vì mặc dù ông Manadina trình bày ấn tượng về việc thực hành bốn pháp lập niệm khi lâm bệnh, điều đó vẫn chưa đủ để kết luận rằng ông ấy phải là một vị bất lai. Đó là cái lý luận của ngài Analayo. Việc an trụ trong bốn pháp lập niệm như thế và nhờ đó có thể vượt qua một căn bệnh cũng có thể xảy ra cho một hành giả chưa đạt đến trình độ cao như vậy trên con đường giải thoát. Do đó, để ngài Anuruddha đi đến kết luận rằng Manadina đã tuyên bố mình là một vị bất lai, cần phải có các tham chiếu khác về việc ông đã đoạn tận năm hạ phần kiết sử. Có lẽ các tham chiếu như thế đã bị thất lạc trong bài kinh của tạp A Hàm. À, thì bởi vì mới mà nói mà thành tứ điểm xứ không như vậy, cũng theo cái ý của ngài Analayo cũng là chưa đủ, cần có thêm những cái thông tin khác nữa về cái ông Manadina này, mà hình như là không thấy những cái thông tin khác nữa ở trong kinh điển, thì có lẽ là bị thất lạc hoặc là không có ghi lại. Thì ở đây thì ngài nói thêm về những cái quả vị mà mình phải tu tập. Có bốn quả vị thì chúng ta thấy cũng hay, thành ra dịch ra ở đây. Trong cả hai bài kinh về ông Manadina, hai bài đây là bài trong Tạp A Hàm và một bài ở trong Tương Ưng Bộ, Tương Đương. Chúng tôi có ghi trong cái trang đó, các anh chị có thể vào đọc phía dưới, khỏi cần phải đi tìm kiếm đâu xa. Trong cả hai bài kinh này, tắc quả vị bất lai là một trong bốn giai đoạn tiến đến giác ngộ được công nhận trong Phật giáo sơ kỳ, hoặc là nói là Phật giáo nguyên thủy đó, là trước khi có phát triển cái ý tưởng cũng như phong trào đại thừa, thì đó là khoảng thời gian khoảng 500 năm trong thời Đức Phật còn tại thế và khoảng 500 năm sau khi ngài nhập diệt cho tới đầu công nguyên. Có bốn quả: dự lưu, nhất lai, bất lai và a la hán, hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn ở đây. Tiến độ thông qua các giai đoạn giác ngộ này diễn ra bằng cách đoạn tận các kiết sử, sanyojana, kiết sử tức là những cái sợi dây trói buộc. Có tất cả 10 kiết sử cần phải đoạn tận, có 10 cái sợi dây cần phải trói buộc, mình cần phải cắt bỏ. Cái điều này quan trọng, thật ra chúng tôi thấy hay là ghi lại ở đây. Năm kiết sử đầu tiên gọi là năm hạ phần kiết sử phải được đoạn tận để đắc quả vị lai, xin lỗi, các quả bất lai là thân kiến, hoài nghi, giới lễ nghi thủ, dục ái và sân hận. Đó là mình có 10 cái sợi dây trói buộc mình vào trong cái vòng luân hồi, trói buộc một cái phàm nhân trong vòng luân hồi. Thì theo cái nhìn của Phật giáo sơ kỳ thì mình phải đi từ từ, từng giai đoạn một chứ không có đốt giai đoạn, qua bốn cái quả vị và quả cuối cùng cao nhất là A-la-hán, tức là hoàn toàn giải thoát. Đầu tiên là phải nhập cái dòng giải thoát đó trước. Tức là mình phải đắc cái quả dự lưu. Dự lưu tức là nhập dòng. Một cái người mà đắc quả dự lưu rồi thì người ấy có chỉ là
tái sinh trở lại trong cõi đời này 7 lần, tối đa 7 lần. Tối đa chứ không phải là bắt buộc phải 7 lần, tối đa là 7 lần thôi. Rồi mình thấy cái điều đó quan trọng. Bởi vì mình tái sinh luân hồi cả ngàn, cả mấy chục ngàn kiếp rồi, cũng còn ở quanh ở đây. Bây giờ mình có tái sinh trở lại 7 lần tối đa thì mình thấy cũng không có đến nỗi gì. Không có cái gì phải gấp gáp, phải hối hả. Nhiều khi mình có cái tinh thần hối hả chủ quan, tu là muốn thành ngay, không còn tái sinh nữa. Nó không có đơn giản. Bây giờ mình nhắm làm sao, mình nhập dòng thánh rất cái đà. Rồi cái tái sinh luân hồi tối đa 7 lần thì cũng rất là ngắn, không có lâu. Thành ra, và muốn đắc được như vậy thì phải cắt ba cái sợi dây đầu tiên, đó là thân kiến hoài nghi và giới lễ nghi thủ. Và cái bậc thánh nhất lai, tức là mình tái sinh về cái cõi dục một lần nữa thì là cũng cắt ba sợi dây đó thôi, nhưng mà hai sợi dây tiếp theo là dục ái và sân hận thì làm yếu đi rất nhiều rồi. Tới khi nào mà cắt luôn hai cái sợi dây dục ái và sân hận nữa thì lễ không có tái sinh về cõi dục nữa, nhưng mà tái sinh vào cái cõi cõi sắc, là cõi cao nhất cõi sắc, thành cái bậc thánh bất lai. Coi như là năm cái sợi dây đó là cắt hết rồi, bậc thánh bất lai. Lúc đó thì chỉ là ở cõi sắc một kiếp thôi, là coi như là tu tập xong hoàn mãn. Và chúng tôi xin đọc tiếp. Ở đây thân kiến để chỉ niềm tin vào tự ngã trường tồn, nó một cách tóm tắt mà thân kiến là mình có cái thân này, có một cái tự ngã sắc thọ tưởng hành thức, rất là mắt tai mũi lưỡi thân. Có một cái tự ngã nào mà trong đó mình, nhưng mà mình không có kiểm soát được. Nhiều khi mình biết mình, rồi mình quên đi, mình không có chấp nhận, nó thay đổi, nó đau đớn này kia, mình bắt đầu mình sanh ra khổ, ai quán trách này nọ. Nhưng mà thật sự là mình không có kiểm soát được nó, có cái ngã nào trong đó. Hoài nghi đặc biệt có liên quan đến những nghi ngờ đáng kể về hiệu quả của giáo lý trong Phật giáo sơ kỳ, đường đưa đến giác ngộ. Hoài nghi Đức Phật lẫn lời giảng của Ngài có đúng hay không, cái luật nhân quả có hay không, tứ diệu đế có hay không này kia, mình không có chịu tự mình kiểm chứng để mình thấy nó đúng. Không phải tin suông mà mình phải thực hành rồi quan sát áp dụng vào trong đời sống hàng ngày thì mình mới biết được nó đúng hay không đúng. Rồi lúc đó cái lòng tin mình mới tăng lên. Giới lễ nghi thủ là chấp thủ vào các giáo điều nghi lễ với quan niệm cho rằng như thế là cần thiết và là đủ để đạt giác ngộ. Cái giới lễ nghi thủ này đó, nhiều khi mình thấy như vậy thì dính mắt dữ lắm. Ngay cả trong cái thời đại bây giờ, tu một thời gian là bắt đầu dính mắt vào hình thức. Quần áo phải mặc y phục như thế này, lễ phục như thế kia, áo tràng rồi khoác bên ngoài, khăn giới rồi này nọ. Phải mặc áo trắng, có người phải mặc áo màu đà, có người áo màu xanh, màu vàng. Phải mai kiểu này, kiểu kia, rồi phải lại cái kiểu này, lại kiểu kia không được, rồi phải như thế này, thế kia. Rồi phải tụng cái bài kinh này, là phải đi sắp xếp cái mâm dân thực vật như thế này, tụng phải đúng cái điệu này, điệu kia, âm, lê, ê, a, ngâm, ngay. Phải theo cái vần điệu nào, âm điệu nào đó thì mới đúng này kia, dính mặt là mấy cái đó. Hoặc là cái ngày lễ là phải làm chân bông này kia, phải tổ chức xa hoa phung phí đủ thứ chuyện, rồi mình bỏ thì giờ trong đó mình dính mắt, mình thay vì thì giờ mình tu tập hoặc đọc sách tìm hiểu hành thiền, hoặc là cái nguồn lực đó, những cái tài chánh đó mình dùng trong những cái mục đích cao tốt hơn, thực tế hơn, để giúp những người nghèo, giúp người già, hoặc là đóng góp xây chùa, sửa sang phòng ốc tăng xá này nọ, thì mình lại cái tiền đó lại mua bông hoa trang trí này nọ một hết một tuần lễ hay một ngày lễ, rồi cái đem dục thùng rác. Mình thấy mấy cái đó mình phải cẩn thận, nó rất là vi tế cái giới lễ nghi thủ này. Ba kiết sử này được khắc phục với trải nghiệm đầu tiên về Niết Bàn khi nhập dòng giải thoát, đắc quả dị lưu mà tôi sẽ trình bày chi tiết hơn trong những cái chương tiếp theo. Cái điều này chúng ta sẽ trình bày tiếp. Nhưng mà ba kiết sử đầu tiên, theo cái nhìn của chúng tôi, bởi vì chúng tôi cũng là phàm nhân, chưa có đắc quả nào hết, cũng còn ở bên ngoài, chưa có nhập được chồng thánh, chỉ đi là hướng nữa đó. Thành thử là ba cái kiết sử đầu tiên là phải lúc nào cũng phải ghi nhớ trong lòng, để mà mình cố gắng mình cắt thân kiến hoài nghi giới lễ nghi thủ. Lúc nào cũng phải đặt cái câu hỏi là mình tới đạo Phật, mình đang hành pháp này, hay mình đọc sách này, đi hành thiền, hoặc nghe giảng cái kiểu kia, từ vi diệu pháp, rồi nghe giảng kinh điển, nghe giảng chỗ này chỗ kia, đem
những cái gì ở trong chú giải ra nói này nọ, hoặc thầy này giảng, thầy kia giảng này kia, để làm gì, có giúp gì được, để mình cắt được ba cái sợi dây đầu tiên, thân kiến hoài nghi và giới lễ nghi thủ hay không. Rồi chúng tôi bây giờ thì tâm niệm như vậy. Nếu mà không là phải xét lại những cái sự sinh hoạt của mình, sinh hoạt ở trong đạo pháp này, có giúp được gì mình để cắt được ba sợi dây đầu tiên, thân kiến hoài nghi và giới lễ nghi thủ. Rồi như chúng tôi nói là cái mà mình dễ cắt mà dễ dính mắc nhiều nhất là giới lễ nghi thủ, dính mắc vào cái hình thức tổ chức này kia này. Mình thấy là có phung phí thì giờ hay không, rồi mình đắm chìm vào trong đó, có phung phí cái nguồn sức lực thì gian cũng như tài chính này nọ hay không. Nhiều khi đã dính mắc vào trong đó, rồi cái thân kiến cũng rất là khó, nhưng mà phải làm, phải nhìn, lúc nào cũng phải suy tư về cái bản thân của mình, cái xác thân này, cái thân với tâm này, hoặc là cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này, có cái ngã là trong đó hay không, có cái gì mà trường tồn đặc biệt hay không. Bởi vì rất là dễ dính mắc vào cái ý tưởng chấp ngã, ý tưởng tự kiêu tự mạng, ngã mạng. Mình biết được chút chút hay mình tham gia một cái lễ hội nào đó, hay là một cái nhóm tu học, tự nhiên mình có cái tinh thần kiêu mạng lên này, nổi lên liền. Khó lắm, ngay bản thân chúng tôi cũng phải tự nhắc nhở hoài. Khó, hoặc là mình chụp hình này kia, mình sửa soạn phải là cái hình ảnh nó phải là tốt, là phải là hấp dẫn này, đem khoe với bà con họ hàng, đưa lên Facebook này nọ, phải cẩn thận cái chuyện đó. Bởi vì cuối cùng rồi mình sống với cái nghiệp của mình, nhưng chúng tôi trở lại là rồi thì cái chết nó sẽ tới, ai cũng chết, có thể chết ngày mai, có thể chết ngày mốt, có thể chết 10 năm nữa mới chết. Nó chết nó tới rồi mình đem theo được cái gì? Lúc đó mình chỉ đem theo được cái nghiệp của mình thôi, rồi những cái khác phải bỏ lại hết, vợ con, chồng con, gia đình, tài sản, cả danh vọng chức vụ này nọ, không có mang theo được. Nhưng mà nghiệp của mình, nghiệp thiện cũng nghiệp bất thiện. Thành thử ra khi mình nhìn như vậy thì mình bắt đầu mình để ý từng chút trong cái thân khẩu ý của mình, trong cái sinh hoạt hàng ngày. Và cuối cùng những cái gì mình làm, để tóm lại là phải luôn luôn phải đặt câu hỏi là có giúp được gì để mình cắt bỏ hay là giảm thiểu, làm yếu đi ba cái sợi dây đầu tiên, thân kiến hoài nghi và giới lễ nghi thủ hay không. Trải nghiệm này là kết quả của việc thực hiện các giáo lý Phật giáo sơ kỳ về giới định tuệ mà vị dự lưu không còn bất kỳ nghi ngờ nào về hiệu quả của giáo lý này đưa đến mục tiêu giác ngộ. Điều ấy cũng cho thấy rõ ràng rằng giới hạnh là một cơ sở không thể thiếu cho sự tiến bộ trên đường đưa đến giải thoát. Và do đó, chỉ tuân theo các giáo điều, hình thức lễ nghi tự nó không đủ để đạt đến mục tiêu ấy. Giới định tuệ là phải đầy đủ. Và đầu tiên là cái giới là phải quan trọng. Sống một trong đạo đức, không có làm hại ai, không làm hại mình, không làm hại người. Thì cái đó mới quan trọng. Chứ không mình giáo điều, mình tin vào trong những cái lời dạy này, những kia, những cái khuôn mẫu hình thức lễ nghi đó là nó không có đưa mình đến những cái mục đích đó. Hai kiết sử kế tiếp, dục ái và sân hận, là sau khi mình cắt ba cái sợi đầu tiên rồi, thân kiến hoài nghi với lễ nghi thủ, thì hai cái kiết sử tiếp là dục ái và sân hận. Được giảm thiểu đáng kể trong giai đoạn tiếp theo, sau khi đắc quả nhất lai. Tức là khi mà mình đắc quả nhất lai thì cũng giống như cái người dự lưu thôi, nhưng mà chỉ có cắt được ba cái sợi dây đầu tiên thôi. Nhưng mà cái vị ấy, cái dục ái, cái tham dục nó bớt đi nhiều lắm rồi. Vì ấy cũng còn sân, nhưng mà cái sân nó vi tế rồi, chứ không phải sân mà nổ ra lúc nào cũng sân, lúc nào cũng gây gỗ, lúc nào cũng chỉ trích chê bai người này người kia. Mà thấy nó bớt nhiều rồi, nhưng mà vẫn còn những cái vi tế. Và do vẫn còn cái dục ái, thành thử cái vị ấy sẽ phải tái sinh trở về cõi dục một lần nữa. Sau khi hành giả đắc quả vị thứ ba, quả bất lai, tất cả những ham muốn, nhục cảm và sân hận dưới bất kỳ hình thức nào đều bị trừ diệt. Và hai kiết sử đó không còn phạm vi nào biểu lộ trong tâm trí một vị đã đạt đến giai đoạn đó. Tức là mình thấy một cái vị mà thánh, hai cái vị thánh đầu tiên vẫn còn sân. Nhưng mà cái sân nó bớt lần lần là cái sân của vị nhất bất lai thì là không còn nữa. Nhất lai thì còn mà bất lai thì không còn. Từ đó tới quả bất lai mới hết được cái sân.
Bạn nhớ như vậy. Nhưng mà vậy ấy vẫn còn cái mạng, tức là vẫn còn chút chút nghĩ vậy, là cái tự ngã của mình. Nhưng mà nó bớt đi nhiều rồi. Rồi mình thấy nó không có đơn giản. Mình nói là vô ngã thì mình nói để hiểu trên cái lý thuyết thôi. Chứ còn áp dụng thì mình rất khó. Từ đó mình biết như vậy là mình cũng thông cảm cho người khác. Nhiều khi mình hay so sánh rồi mình chê bai người khác, nói cái ông này tu lâu rồi, biết nhiều pháp mấy chục năm làm sao rồi vẫn còn sân. Bởi vì không nói sân là bởi vì ông ấy chưa có nhập dòng thánh, hoặc là có nhập dòng thánh rồi chỉ mới đạt được hai cái quả đầu tiên thôi. Là vẫn còn sân, ông ấy vẫn còn thích ăn này kia, vẫn còn, bởi vì vẫn còn cái dục ái. Khi nào mà ông ấy cắt được dục ái, tức là nhấp vào cái đắc được cái quả bất lai, thì mới không có còn tham mấy cái chuyện mà ăn uống hay là những cái chuyện về về cái nhục dục, tức là thích nghe âm thanh, thích nghe nhạc, hay là thích ăn mặc rồi này kia, thích những cái hình ảnh đẹp rồi đó. Qua con mắt, cái lỗ tai, gọi là cái lưỡi ăn sướng, hoặc là chỉ những cái chuyện mềm mại sờ mó qua cái thân này nọ, chỉ khi nào mà cái vị ấy đắc quả có bất lai rồi mới hết. Rồi hai quả đầu tiên vẫn còn. Ra nhiều khi mình đừng có quá mà khó khăn đặt một cái lý tưởng cao khi mình nhìn người khác. Mình phải hiểu hồi đó người đó cũng như mình là phải trải qua nhiều cái tâm, nhiều cái giai đoạn để lọc lửa từ từ, tinh lọc từ từ. Trong bài kinh trong bài kinh trong tạp A Hàm ghi rõ ràng rằng khi vị gia chủ vẫn sống trong gia đình ấy đã có mức độ tự do tinh thần khá cao, mặc dù được vây quanh bởi các phụ nữ trong gia đình trong khi chờ đợi ngài Anuruddha đến trọ thực. Dù đã đắc quả đắc nhất lai, không còn quan hệ dục tính với bất kỳ ai trong số các phụ nữ ấy, ông vẫn sống như là một đệ tử cư sĩ tại gia. Trong hoàn cảnh sống như thế, ông vẫn có khả năng đắc được quả vị giải thoát với cấp độ cao. Mình thấy một cái vị đệ tử cư sĩ vẫn có thể đắc được tới cái cấp thứ ba là bất lai. Đừng nói chỉ hai cấp đầu tiên, dự lưu và nhất lai vẫn có thể đắc được. Và vẫn có vợ con, gia đình, sinh hoạt bình thường như những cái vị, những cái người khác, những cái vị thánh, những cái vị thánh dự lưu và thánh bất lai khác. Ra mình thấy, mình hiểu như vậy để mình biết rằng tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi người, chúng ta đều có thể tu tập để mà đắc được hai, ít ra là cái quả đầu tiên là quả dự lưu. Cho dù là ở nhà hay là vào trong chùa, là cư sĩ hay là tu sĩ, nam hay nữ, già hay trẻ, có gia đình hay không có gia đình, có sự nghiệp hay không có sự nghiệp gì đó, mình vẫn có thể tu tập để nhập dòng thánh được. Còn những quả vị cao hơn là mình phải cắt bỏ từ từ. Nhưng mà ba cái sĩ đầu tiên là thân kiến, hoài nghi và giới lễ nghị thủ thì mình có thể cắt được ngay cả trong cái tư cách là một người cư sĩ tại gia. Đây có lẽ là điểm nổi bật nhất được rút ra từ chương này. Từ thời xa xưa, các cư sĩ Phật tử đã được ghi nhận là tham gia hành thiền nghiêm túc, đối diện thành công với các cơn đau đớn của bệnh tật với chánh niệm và đạt được các cấp độ cao trên con đường đưa đến giác ngộ. Chẳng hạn như đắc quả nhất lai như trong bài kinh này. Ra cái bài kinh này có một điểm là ngài nêu ra, đó là không phải chỉ có những cái bậc tu sĩ thôi, nhưng mà bậc cư sĩ vẫn có thể áp dụng tứ niệm xứ để mà đối trị, và cái vị tu sĩ đó cũng có thể đắc được tới quả thứ ba là dự lưu lai rồi bất lai. Quả vị nhất lai trong phần kết luận đây phải là bất lai chứ nhất lai. Tôi nhiều khi dịch đánh máy sẽ sai chút xíu là phải sửa lại. Quả vị bất của bài kinh lập niệm trong trung bộ và trung A Hàm là một hai quả vị đạt được khi thực hành niệm. Quả vị kia là quả vị A La Hán hoàn toàn giải thoát. Cả hai bài kinh đều cùng trình bày rằng tiềm năng của việc thực hành bốn pháp lập niệm để hoàn toàn đoạn tận dục ái và sân hận trong tâm trí. Thì ra mình thấy cái dùng bốn cái pháp lập niệm đó là mình có thể không những là mình vượt qua chịu đựng được cơn đau mà có thể dùng để mà đạt đến cái quả thứ ba là quả bất lai.
bên cạnh tiềm năng của chánh niệm để giúp chúng ta chịu đựng được những cơn đau của bệnh tật như được ghi lại trong chương này và các chương trước. Bài kinh lập niệm còn cho thấy những gì mà Phật giáo sơ kỳ xem như là sức khỏe tối cao và tinh thần. Đó là sự tự do thoát khỏi các ham muốn và sân hận, tức là mình chế ngự được tham và ưu trên đời. Cuối cùng đưa đến đỉnh điểm của tu tập là sự tự do thoát khỏi si mê với việc đắc quả giải thoát tối cao, nó gọi là đắc A-la-hán rồi. Thì ít ra khi mình tu tập được thì có kết lợi trước mắt, nhắm được, có thể đắc được là quả bất lai. Lúc đó thì mình đã diệt được 5 cái sợi dây đầu tiên, mà 2 sợi dây cuối cùng là dục ái và sân hận là mình cắt được. Con đường đưa đến một sức khỏe tinh thần tối cao như vậy đòi hỏi thành giả phải tu tập trong 3 phương diện, bao gồm đức hạnh tức là giới, tập trung tâm ý tức là định, và trí tuệ tức là tuệ, giới định tuệ, tam vô lậu học. 3 cái học để đưa đến không còn cái lậu hoặc nữa, tức là giác ngộ giải thoát. 3 sự tu tập này phải được phát triển và hỗ trợ lẫn nhau, cung cấp bối cảnh, trong đó thực hành quán niệm được áp dụng trong Phật giáo sơ kỳ. Nên chúng ta phải, chúng tôi hay nói là giới định tuệ là phải xem thế như là một cái ghế 3 chân. 3 chân nó phải dài bằng nhau và hỗ trợ cho nhau. Không có cái chân nào mà dài hơn chân nào thì cái ghế nó không có vững. Và chúng ta cũng phải theo cái hình xoắn này. Xoắn ốc đưa mình lên từ từ. Sau khi trình bày về mối quan hệ giữa chánh niệm và đối diện với các cơn đau trong các chương trước, trong 3 chương tiếp theo, tôi, tức là Bhikkhu Anālayo, sẽ chuyển sang trình bày về 3 chủ đề giới định tuệ áp dụng trong lúc bị bệnh. Thì đây là cái câu để mà Ngài chuyển sang cái chương mới. Tức là bắt đầu từ tuần sau trở đi thì chúng ta sẽ, Ngài sẽ trình bày và chúng tôi sẽ chia sẻ về giới định tuệ. Còn cho tới giờ phút này, tức là 8 chương này, từ chương đầu tiên tới chương 8 này, thì là mình dùng cái tỉnh thức, dùng cái chánh niệm để mình đối diện với cơn đau. Thì đó là cái phần trong cái bài, trong cái cuốn chương 8 của cuốn sách Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết. Bây giờ thì để tóm lại thì chúng ta mời các anh chị xem lại để mình ôn lại thôi ha, về những cái điểm chính trong cái chặng đường tu tập của mình. Thì mời các anh chị đi vào cái hình đầu tiên, cái biểu đồ đầu tiên, chúng tôi đưa ra cái link ở đây. Nếu có ai vào được thì xin cho số 1. Thì cái hình này là chúng tôi soạn lâu rồi mà thấy rõ, đơn giản thôi. Để ôn lại là một cái người mà tu tập đó, giống như một phàm nhân như mình, như sống ở trong rừng, mình hướng đến con sông giải thoát. Con sông nó chảy một hướng từ ở trên nguồn chảy ra biển, đổ thẳng ra biển. Bây giờ mình làm sao mình đi tới bờ sông? Tức là cái người phàm nhân của mình mà vào đạo Phật đó, là làm sao để mà thấy được cái con đường mà thẳng tiến đến bờ sông, không hết đời này thì tiếp tục đời sau, cứ tiếp tục hoài. Mình vào được con đường rồi thì mình phải đi, nhớ như vậy, chứ không đứng một chỗ mà tới được. Phải cất bước đi, tức là phải tu tập, thực hành. Tới được bờ sông rồi, mình nhảy vào con sông, mình nhập vào đó, thì cái quả đầu tiên là quả dự lưu. Gọi là dự lưu là vậy, đó là nhập trong thánh giải thoát. Thì một cái vị dự lưu như vậy, chỉ còn 7 kiếp, tối đa 7 kiếp là ra tới ngoài biển, tức là A-la-hán, Niết Bàn, tối hậu Niết Bàn. Rồi cái đợt thứ hai là nhất lai, tức là quay trở lại về đây một lần nữa, quay về cõi dục lần nữa. Cuối cùng cái quả thứ ba là bất lai, là không quay trở lại cõi dục mà tái sinh vào cõi sắc giới, cao nhất của sắc giới, rồi tu tập một kiếp nữa là xong. Thì đó là chúng ta 4 quả thánh giải thoát theo cái nhìn của Phật giáo sơ kỳ. Bây giờ thì mời các anh chị qua cái hình tiếp. Cái hình này thì nói về 10 sợi dây mà mình phải cắt, rất là thực tế. Nhiều khi mình nói là mình không có biết đường đi, không có thấy được con đường, nhưng mình thấy rõ ràng như vậy. Tất cả những cái gì mình làm là mình phải nhắm vào cái chỗ này. Thì ra có 10 sợi dây là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, hay là giới lễ nghi thủ, dục ái, sân, sắc ái, vô sắc ái, mạng, trạo cử và si. Có 10 sợi dây như vậy là một phạm nhân. Trong này có vào được, Thiên Vũ có vào được, chị Kim Nhung có vào được, qua chăm ta, anh Dũng. Đó. Thì ra đầu tiên muốn nhập được cái dòng đó là mình phải cắt 3 sợi dây đầu tiên là thân kiến, hoài nghi và giới lễ nghi thuộc. Nếu mình cắt được 3 sợi dây đó rồi thì coi như là mình nhập dòng thanh, tắt quả dự lưu. Thành thử ra cái quả dự lưu này vẫn còn những cái sợi dây ràng buộc khác chứ không phải thành thánh được liền.
Nhưng mà ít ra nó đã cắt được ba sợi dây đầu tiên, và cái vị đó chỉ tái sinh tối đa là 7 kiếp nữa thôi. Nhưng còn sân, vẫn còn tham dục, vẫn còn tham sắc này kia, vẫn còn cái một ít cái ý nghĩa về cái tôi, cái ta, cái mạng của mình, và cũng không thấy thấy vấn đề rõ ràng, vẫn còn cái si, và cái tâm nó cũng vẫn còn bồn chồn quá trạo cử chứ không phải là không. Mình thấy như vậy để mình thông cảm được, ngay cả bậc thánh đầu tiên cũng còn những cái đó. Rồi dục ái và sân làm yếu đi chứ chưa cắt được. Thì cái người đó chết đó, thì có bởi vì vẫn còn dục ái thì sẽ tái sinh trở lại cái cõi đời, cõi người và cõi trời này, dục giới này một lần nữa, nhưng mà chỉ là tái sinh về cõi tốt thôi, chứ không có tái sinh làm con chó, con mèo trong cõi thú, hay là tái sinh về địa ngục, hay là tái sinh làm con ma, con quỷ gì. Không có những cái chỗ đó. Chỉ tái sinh về làm người, hoặc là làm trời trong cõi dục, cõi trời dục giới. Cái người đó tiếp để tiếp tục tu tập. Rồi sau khi mà người đó cắt được hai cái sợi dây dục ái và sân, mình thấy rõ rồi, cắt được cái sân, cái dục ái rồi, thì không có tái sinh về cõi dục nữa. Năm cái sợi dây vẫn còn, và cái sắc ái nó vẫn còn, thành thử ra người ấy sẽ tái sinh vào cõi sắc. Ở chỗ này anh Dũng có nắm được không? Kim Dung có hiểu chỗ này không? Tức là vẫn còn sắc ái. Hoa Champa có thấy được chỗ này không? Nó vẫn thấy những chấp vào cái thân xác, vẫn còn sắc ái, cái hình sắc, thành thử ra tái sinh vào cõi sắc, sắc giới, nhưng mà cái cõi cao nhất của sắc giới, cõi tịnh thiên. Rồi từ đó người ấy tu tập thêm một kiếp nữa, tu tập thêm một kiếp nữa, rồi xong xuôi trong cái kiếp đó là cái thành A-la-hán, rồi cắt luôn năm cái sợi dây còn lại, sắc ái, vô sắc ái, mạng, trạo cử và si, và người ấy không tái sinh luân hồi nữa, tức là quả vị A-la-hán là coi như là cắt đứt hết 10 cái sợi dây đó. Thành thử cái bản đồ này hay là cái biểu đồ này chúng ta để giúp chúng ta thấy được vấn đề. Hồi xưa chúng ta hay bị lộn xộn ở chỗ này, bây giờ mình thấy rõ rồi. Đầu tiên nếu mình còn là phàm nhân mình biết mình làm sao để mình cắt ba sợi dây đầu tiên. Bất cứ những cái pháp môn nào, tu tập nào cũng vậy, mình đặt cái vấn đề là có đưa mình giúp mình được cắt được ba sợi dây đó hay không. Nếu mà không có cái giúp được gì hết thì mình phải coi chừng. Hoặc là nếu mà tăng thêm cái giới lễ nghi thủ, lúc nào cũng chấp vào hình thức lễ nghi tế tự, hình thức bên ngoài, là mình phải coi chừng có đúng hay không, có giúp mình có cắt được hay là càng ngày càng buộc chặt. Mình thấy rõ như này. Bây giờ mời các anh chị qua cái hình tiếp. Hình này thì chúng tôi chỉ lấy ở trong cái cuốn Những lời Phật dạy của Ngài Bồ Đề, mà chúng tôi chỉ tóm tắt lại ở đây thôi. Tức là cũng như loại nó tóm được về 10 cái sợi dây, 10 cái kiết sử. Chúng tôi có đưa ra cái tiếng tên tiếng Anh và tên tiếng Phạn, tiếng Pali. Thì ra thân kiến cho rằng có một cái ngã thật sự hiện hữu hoặc đồng quá với năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, hoặc là có liên quan đến chút, mình cho nó có cái ngã nằm ở trong đó. Cái thứ hai là hoài nghi, tức là hoài nghi về Phật Pháp Tăng không biết có hay không, hoài nghi về nhân quả không biết có hay không, hoài nghi về lý duyên sinh thành, thử ra mình phải học đó là cái gì, là phải suy tư, phải thẩm thấu nó ngay trong cái đời sống hàng ngày của mình. Đó. Rồi cái giới cấm thủ hay là giới lễ nghi thủ, tức là mình chấp thủ sai lầm về lễ nghi và giới điều. Cái điều này cũng phải rất là y tế, mình hãy dính tắt ở chỗ này đó. Cái chạy theo cái hình thức, bởi vì nó dễ, chạy theo hình thức dễ hơn là chạy theo cái nội dung. Và mình thấy rõ ràng, chụp hình này kia thấy rõ là ngồi thẳng ngay ngắn, rồi mặc đồng phục, rồi mặc lễ phục, rồi giống thịt như nhau, rồi ngồi đạo mạo với này kia, cái tóc phải như thế này, cái khăn giới phải như thế kia, mấy cái đó dễ làm đó, mình chạy theo mấy cái đó, nhưng mà chạy theo cái đó là mình kẹt. Phải để ý như vậy. Rồi dục ái tức là ham muốn ngũ dục, sắc thanh hương vị xúc. Sân giận là thải sân, sắc ái là ham muốn và cõi vô sắc, sắc ái và vô sắc ái là ham muốn và cõi vô sắc. Mạng tức là cái ý tưởng tôi là cái này. Mạng này khó bỏ, chỉ có bậc A La Hán mới bỏ được. Chúng ta nhớ như vậy. Ra nhiều khi mình đừng có vội kết luận hay chê bai một cái người tu tập lâu đời hay là gì đó, bởi vì cái người đó mà chưa đắc được cái cõi A La Hán thì vẫn còn mạng, ngay cả bậc Bất Lai cũng còn chút xíu mạng chứ không phải là không, cũng còn chút xíu trạo cử vô minh, chỉ có A La Hán mới cắt bỏ được thôi. Thành thử ra mình và cũng là cái điều mà mình có thể dùng cái đó để mình nhìn người khác,
Mình nhìn cho mình rồi, mình nhìn người khác, nhiều khi người ta tôn xưng, tôn vinh một cái vị nào đó quá độ. Mình đến, mình gần gũi, mình thấy có à, cái vị đó thật sự có phải là A-la-hán hay không? Những cái cử chỉ hành động hoặc là đến gần gũi lâu ngày, mình nhìn, mình thấy vẫn còn sân, vẫn còn thích giới điều, giới luật này nọ, vẫn còn lễ nghi, vẫn còn có cái tự kiêu, tự đắc và vẫn còn mạng. Đôi khi cũng bồn chồn, nói chuyện mà người ta chê thì cũng phản ứng lại, và ta khen quá thì cũng thấy ham vui này nọ. Mình thấy những cái chỗ đó mình à, vẫn còn trạo cử chứ không phải là không. Thì như vậy là chưa có phải là vị thánh A-la-hán. Nhiều khi người ta hay tôn vinh một cái vị nào đó thì chúng tôi hơi nghi ngờ, phải gần gũi lâu lâu ngày, trong nhiều trường hợp khác nhau mà gần như vậy mình thấy mình mới biết được. Chứ còn chỉ nghe qua hoặc nhìn ở trên YouTube, rồi nghe qua một vài hai bài giảng, đọc hai cuốn sách thì đừng có vội tôn vinh một bất cứ một người nào. Bây giờ phân hạng thánh như chúng tôi đã nói, phía dưới cái này cũng để tóm tắt lại thì là dự lưu thì cắt được ba cái sợi dây đầu tiên. Cái chỗ này anh Dũng thấy được cái này ha. Nhất lai thì cũng giống như trên, nhưng mà suy giảm dục ái và sân. Bất lai là cắt luôn dục ái và sân. A la hán là cắt luôn sắc ái, vô sắc ái, mạng trạo cử vô minh. Rồi cái bản này bản tóm tắt rất là gọn, gọn để mình thấy được như vậy ha. Thiên Vũ có thấy được chỗ này không? Rồi cái hình thức tái sinh đó, thì mình nói là cái dự lưu tái sinh tối đa là 7 kiếp làm người hay vào chư thiên dục giới. Rồi bậc nhất lai thì trở về một lần, trở về một lần ở đâu? Mở ra một lần một kiếp trong cái dục giới này. Bất lai tức là không có trở về cái dục giới, nhưng mà vẫn còn tái sinh vào trong cái cõi sắc giới một kiếp nữa thôi. A la hán tức là không còn tái sinh nữa, tức là nói về cái hình thức tái sinh nó như thế này. Ra, chúng tôi lấy ra từ trong cái cuốn sách những lời Phật dạy của ngài Tỳ Khưu Bồ Đề mà chúng tôi thấy tóm tắt rất là gọn, dễ nhớ, dễ hiểu ha. Mình cứ đọc tới đọc lui riết rồi nó thấm. Bây giờ đối với chúng tôi thì cái chuyện này đơn giản rồi. Nhưng ngày xưa mà được cái bản này là hiếm lắm. Chị Nguyên Tuệ có hiểu cho này không? Ngày xưa mà chúng tôi không có cái bản này, không có cuốn sách đó thì chúng tôi bị xộn đủ thứ trong đầu hết. Thành nữ là phải nhờ có những cái bản, cái biểu đồ như vậy mình thấy, mình thấy rõ ràng, mình không có còn bị lẫn lộn ở trong đầu nữa. Rồi mới lấy ra để mà chia sẻ cho mọi người ở chỗ này. Bây giờ thì bây giờ nếu cái này thì chúng chỉ nói gấp thôi, bởi vì cũng gần hết giờ rồi. Nếu trong cái dịp nào khác thì chúng tôi sẽ nói thêm về bốn quả thánh. Đây chỉ nói sơ sơ để mình thấy rõ được cái con đường phải đi. Ba cái sự đầu tiên là quan trọng, bởi vì theo cái nhìn của chúng tôi đó là bản thân mình cũng là một phàm nhân. Có thể nói thẳng thắn là chúng tôi chưa có cảm thấy là chúng tôi nhập được dòng thánh. Mình có cái lòng tin là mình thấy được đường đi rồi, nhưng mà mình vẫn biết mình đang đi trên con đường, đang hướng về cái bờ giải thoát, không biết tới lúc nào. Có thể kiếp này cũng chưa xong, nhưng mà mình vạch được cái con đường rồi thì kiếp sau có chết thì bây giờ, ngày mai có chết đi rồi thì vẫn tái sinh tiếp tục là đi theo con đường đó cho đến cái bờ giải thoát, rồi mình nhập vào cái vòng này. Anh nhập vào cái dòng thánh giải thoát. Thành ra ba cái kiếp sử đầu tiên quan trọng, thân kiến, hoài nghi và giới lễ nghi thủ, là lúc nào cũng phải ghi khắc ở trong đầu. Làm bất cứ chuyện gì hoặc là nghe bất cứ ai giảng, bất cứ cái pháp môn hay cuốn sách hay cái phương tiện nào, cũng phải đặt cái vấn đề là giúp được gì để đối phó với lại cắt bỏ thân kiến, hoài nghi và giới lễ nghi thủ. Và cái thân kiến thì là cái liên hệ với thân và tâm, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Lúc nào mình nghĩ là cũng có tôi trong đó, cái đó là tôi ở trong đó, và hoặc là nó ở trong tôi, cái sắc nó ở trong mình, và cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức. Ra mình phải làm sao mình thấy được như vậy đó, mình nói rằng không có một cái ngã trường tồn ở trong đó, thì mình cắt bỏ cái đó. Còn có hoài nghi, tức là hoài nghi Phật pháp tăng, đời trước đời sau không biết có hay không, nhân quả hay không, duyên sinh không đó. Mình phải đọc rồi mình suy tư, mình tìm hiểu những kinh nghiệm của người khác, rồi mình áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày, thấy được cái vấn đề đó, thẩm thấu. Mình thấy thì mình mới tin, đâu đầu thì chỉ có tin suông thôi, nhưng mà phải áp dụng để thấy. Và giới lễ nghi thủ là chấp thủ sai lầm và lễ nghi giới thiệu, mình chấp dính vào trong đó. Mình cho rằng phải như vậy, phải ăn cái món đó, hay là phải ăn rau cỏ thôi thì mới là thành đạo này nọ, và chấp dính vào mấy cái đó thì mình phải coi chừng. Chấp thủ sai lầm và lễ nghi và giới lễ nghi thủ, ba cái
cái sợi dây đó phải cố gắng. Và ba sợi dây này theo như kinh điển đã nói, và những cái gương ghi lại trong kinh điển mình thấy là nó cả người trong 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 chùa hay ngoài đời, người tu hoặc là người cư sĩ đều có thể cắt được, đều có cái khả năng nếu mà mình thật sự mình đi đúng đường và mình có cái nỗ lực cố gắng ở trong đó, chứ không có giới hạn là phải chỉ trong cái phần tu sĩ thôi. Tu sĩ và cư sĩ đều có thể cắt được ba sợi dây đầu tiên, mà cũng không phân biệt nam hay nữ, cũng như nhau hết, bằng không có phân biệt giới tính ở trong này. Bây giờ thì chúng tôi chỉ có cái phần này thì nó hơi kỹ thuật một chút, thì có lẽ chúng tôi để dành cái dành về sau. Nhưng mà có cái chỗ này thì chúng tôi chỉ nói một cái điểm nữa trước khi chúng tôi chấm dứt cái bài nói chuyện ngày hôm nay, là cái bản đồ hình số 6 này, là để mà đạt được cái bậc dự lưu đó thì đầu tiên Đức Phật nói là có bốn cái điểm yếu tố để mình hướng về cái bậc dự lưu đó, gọi là bốn cái dự lưu hướng phần, bốn cái chi phần mà hướng về cái quả dự lưu đó. Nên tức là mình phải tạo cái điều kiện làm sao để mình để có được, gặp được cái dòng thánh. Thứ nhất là mình thân cận bậc chân nhân, tức là thân cận những cái bậc thầy, những người có kinh nghiệm, những người có đạo đức, những người thật sự tu, để mình học hỏi từ những người đó. Thứ hai là nghe diệu pháp, tức là mình nghe hoặc là tìm đọc những cái kinh sách căn bản và cốt yếu của Đức Phật truyền lại. Thứ ba là dư lý tác ý, tức là cái tâm của mình cũng hướng về những cái điều thiện lành và cái mục đích của mình để tiến tới cái con đường đó, chứ không phải là mình cứ lung tung. Thứ ba là sau đó, cuối cùng thứ tư là mình phải thực hành và mình phải làm đúng theo những cái gì Đức Phật giảng, thực hành pháp và tùy pháp. Thì có bốn cái điều kiện như vậy thì mới giúp mình tiến tới cái quả dự lưu, thì gọi là dự lưu hướng Phật. Rồi sau đó là một cái vị mà đã đắc được cái quả dự lưu rồi đó, thì cái vị ấy đã có được bốn cái đức tánh, thì gọi bốn cái dự lưu hạnh phần. Cái mình có thể dùng cái đó để mình có thể biết được là mình có đắc được cái quả đó chưa, hoặc là người khác có đắc được cái quả đó chưa, có được đạt được bốn cái điều kiện này, cái bốn cái đức hạnh này hay không. Thứ nhất là cái vị đó phải có cái lòng tin vững chắc nơi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, bởi vì thấy được rồi, lòng tin không thối chuyển nữa, không còn nghi ngờ gì hết. Chứ không phải là tin một cách mù quáng, mà tin bởi vì đã thấy rõ được cái con đường đi, thấy được ích lợi của Phật Pháp Tăng. Cái vị đó sống cái đời sống có giới đức trong sạch, không có làm hại ai, không làm hại tự thân, mà cũng không làm hại người khác, thân khẩu ý trong sạch. Thứ ba là cái vị ấy phải có cái tâm bố thí chia sẻ rộng rãi, không có bỏng sẻn, không có giữ lại cho mình. Bởi vì cái người ấy đã cắt được cái thân kiến rồi, thì không còn, cũng còn tham chút, cũng còn cái chút chút mà không có nhiều nữa, mà phải thấy cần, thấy là bố thí, là chia sẻ trong cái khả năng của người đó, lúc nào cũng sẵn sàng. Thứ tư là người ấy có trí tuệ, tức là thấy được cái sự sinh diệt của mọi hiện tượng. Thật ra mình, chúng tôi cũng thấy nói chỗ đó, người khi các anh chị đi hành thiền minh sát cũng vậy, chúng tôi hay nói cái tuệ minh, cái tuệ sinh diệt, mình nghe chỗ đó cái tuệ đầu tiên, và thấy được tất cả mọi chuyện và thấy rõ nó sinh, nó diệt, nó sinh diệt liên tục. Thì đó là cái bốn cái đức tính của cái bậc dự lưu, mà mình có thể dùng cái đó tự nhìn mình, có thấy mình có đắc được hay chưa, hoặc là để dùng để mà mình nhìn người khác, cái bốn cái dự lưu hạnh phần. Rồi chúng ta cũng nhớ rằng khi mà một cái hành giả, một cái phương nghiệp, một cái khác mà tiến đến cái con đường tu tập, tiến đến quả dự lưu là dựa theo năm cái căn, tức là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Thì có hai hạng người. Thứ nhất là cái hạng người có cái lòng tin mạnh hơn, vẫn có bốn cái căn kia, nhưng mà cái lòng tin, cái tính căn nó nổi trội hơn. Hoặc là một hành giả có cái trí tuệ, có cái sự thông minh, cái sự hiểu pháp mạnh hơn, tức là cái tuệ căn mạnh hơn. Chỉ có hai hạng người đó thôi. Mình hiểu như vậy để mình thông cảm người khác. Có khi có những người họ thích đọc sách, hành thiền, suy tư này nọ, tức là họ đó là có thể thuộc cái nhóm tùy pháp hành. Nhưng mà có những người họ có cái lòng tin rất mạnh, mặc dù họ không có suy tư, không có lý luận giỏi, nhưng mà họ có lòng tin mạnh thì họ cũng có thể nhập được dòng thánh. Đó là giải thoát đầu tiên, cái dòng thánh giải thoát được. Đó là cái người tùy tính hành. Ra mình thấy chia Đức Phật chia làm hai, có hai cái nhóm người như vậy. Một người có cái lòng tin nổi trội, cái tính căn nổi. Một nhóm thì có cái trí tuệ hay là cái trí thông minh nổi trội. Chỗ này chị Ngọc Hân có nắm được, chị Nguyên Tuệ có nắm được. Mình thử ra mình thông cảm.
có cái mình hiểu được mỗi người họ có cái nghiệp duyên khác nhau khi họ đến với đạo Phật. Và cuối cùng thì phải cố gắng cắt được cái ba sợi dây thân kiến, hoài nghi, giới lễ nghi trụ để mà nhập dòng thân. Thì ở đây thì chúng tôi xin hết giờ, chúng tôi xin tạm dừng ở đây và hẹn các anh chị vào tuần tới nếu mọi người được điều kiện cho phép. Thì bây giờ thì chúng tôi xin Phật đọc cái phần hồi hướng. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hy phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư tôn đức tăng ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng tôi thành kính xin tri ân quý chư tổng đức tăng ni đã quan lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn chị Nhật Quỳnh và các anh chị khác trong ban điều hành, và xin tóm cảm ơn tất cả các anh chị trong room đã dành thời giờ lắng nghe những gì chúng tôi chia sẻ trong 90 phút vừa qua. Nếu chúng tôi có những chi sơ sót thì cũng mong quý vị quan hỷ thông cảm cho. Một lần nữa xin kính chúc tất cả được nhiều an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các cõi dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, mong cởi lòng quan hỷ thành kinh nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ thì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên. Những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được. Với Như Lai thiện thệ do vậy chính đức Phật là châu bao thù diệu, một với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Pháp bân tử tôi thường ly dục diệt phiền não, phần thân ca mâu ni kinh pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được. Pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với châm ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định, chứng hiện tại lạc chú đức thằng ngợi khen không gì so sánh được. Do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Thanh tam vì bốn đôi là những bậc ứng cung, đệ tử đăng tiền thệ được khi giả tan tan cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bằng tu hành tiểu dục quy y duy kiên trì, khéo chân phụng hành lời dạy đức điều ngữ, chứng đạt quả giải thông thể nhập đạo bân tử lạc chú quả tịnh tịnh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Như cột trụ đa kheo chôn chằng xuống đất, dầu bốn hương cuộn phong cũng không thể lay động. Ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê cũng từ tài bất đồng, trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này
cung bồng thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê nhược đứng gô ta ma theo thiên giảng thường tận các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kia tư tam do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi luôn cả giới căm thủ thoát khỏi bốn đò sư bậc nhập lưu công tạo sao bất thiện cộng nghiệp do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bằng thanh tu đà quật vô hộ tâm phật lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu được xưng danh hiền thánh do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đừng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng lời anh chung hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chọc rồi bày chính đinh phật là châu báu thù diệu mong với chân môn này tu thành muôn hạnh phúc đinh phật bậc vô thượng liễu thông vô thượng ban bố pháp vô thượng diễn đạt pháp vô thượng tiên thiết pháp vô thượng do vậy chính đinh phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhân quá khứ đã đoạn mầm tương lai con gieo không ai chăm trong sanh hữu đời sau bởi tam muôn đã đoạn các chủng tử không còn ví như ngọn đèn tắt bập cái chân niết bàn do vậy chính tăng chung là châu diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chung thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã ân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ đức phật bậc Như Lai được chư tiên nhân đảnh lễ và cúng dường phóng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân được chư tiên nhân rồi đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chúng thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức được chư tiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn.